Xin chào quý vị và các bạn. Trong những ngày giai đoạn chuyển mùa này thì sự chuyển biến khó lường của thời tiết đang cho thấy biến đổi khí hậu đã tác động mạnh mẽ như thế nào. Trong khi các tỉnh miền Bắc trải qua đợt mưa lạnh hiếm gặp ngay trong mùa hè thì tại các tỉnh Nam Bộ lại đón mùa mưa sớm với những trận mưa có cường độ rất lớn. Tình trạng ngập úng đã xảy ra trên nhiều khu vực, thậm chí đã có người tử vong trong mưa ngập. Đó chỉ là một nỗi đau của một gia đình trong rất nhiều vụ tai nạn liên quan đến thiên tai trong những ngày vừa qua. Có thể nói là với từng loại hình thiên tai cụ thể thì phải có cách ứng phó phù hợp. Và trong bất cứ trường hợp nào thì chúng ta cũng không thể chủ quan. Nhiệm vụ phòng chống thiên tai ở Việt Nam đã từ rất lâu đời, nhưng chỉ đến ngày 22 tháng 5 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh số 70 về việc thành lập Ủy ban Trung ương Hộ Đê, nay là Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, thì công tác này mới được triển khai, có tổ chức và hiệu quả từ Trung ương đến địa phương. Và từ năm 1990, ngày 22 tháng 5 trở thành ngày truyền thống phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai của Việt Nam. Thực tiễn thời gian gần đây, thiên tai bão lũ ngày càng diễn ra theo chiều hướng bất thường và không tuân theo một quy luật nào. Để hạn chế tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra, người dân không chỉ biết cách phòng chống mà còn phải thích ứng với nó. Và nhân kỷ niệm ngày truyền thống phòng chống thiên tai Việt Nam, chúng tôi đã tổ chức tọa đàm có chủ đề ứng phó thiên tai, tính mạng con người là trên hết. Có mặt tại trường quay ngày hôm nay, xin được giới thiệu các vị khách mời là những người đã và đang có nhiều năm chỉ đạo điều hành công tác phòng chống thiên tai tại Việt Nam. Có mặt trong trường quay lúc này, xin được trân trọng giới thiệu và cảm ơn ông Lê Huy Ngọ, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, nguyên trưởng Ban Phòng chống lụt bão Trung ương. Xin được trân trọng giới thiệu và cảm ơn Thiếu tướng Trương Đức Nghĩa, Cục trưởng Cục Cứu hộ Cứu nạn, Chánh Văn phòng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn. Và xin được trân trọng giới thiệu và cảm ơn ông Văn Phú Chính, Cục trưởng Cục Phòng chống thiên tai, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai. Cảm ơn các vị khách mời đã nhận lời mời tham gia buổi tọa đàm của chúng tôi ngày hôm nay. Và thưa quý vị, trải qua 71 năm kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh số 70 thành lập Ủy ban Trung ương Hộ Đê, tiền thân của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai ngày nay, công tác phòng chống thiên tai đã có những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động. Năng lực dự báo, cảnh báo được cải thiện, công tác chỉ đạo ứng phó được tổ chức quyết liệt, công tác khắc phục hậu quả được thực hiện khẩn trương, huy động được sự tham gia của toàn xã hội, góp phần giảm thiểu thiệt hại, bảo vệ thành quả phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh của đất nước. Tuy nhiên, do tác động của hiện tượng El Nino, La Nina, biến đổi khí hậu và hiện tượng nước biển dâng, thời gian qua thì hạn hán, xâm nhập mặn, sạt lở đất, mưa lũ đã xảy ra trên diện rộng, ảnh hưởng lớn đến đời sống và sản xuất của nhân dân. Năm 2016 là một năm điển hình cho sự tác động rõ ràng của thiên tai đến khắp các vùng miền trên cả nước. Và xin mời quý vị và các bạn cùng với các vị khách mời hãy theo dõi phần tổng hợp ngay sau đây. El Nino, La Nina hay biến đổi khí hậu, đó là những khái niệm xa lạ với phần lớn người dân nghèo ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Họ chỉ thấy cả năm 2016, thiên tai cứ xảy ra liên tiếp, cực đoan và dị thường. Đầu năm, không chỉ cây cối, hoa màu, mà cả vật nuôi trong nhà cũng chết rét do đợt giá lạnh kỷ lục, tuyết phủ trắng ở nhiều điểm tại 11 tỉnh thành. Rồi đến cuối năm, người dân ở nhiều nơi tiếp tục chịu cảnh mất mùa do mùa đông nắng nóng bất thường. Không chỉ gây họa ở phía Bắc mà ở phía Nam, thiên tai thậm chí còn khốc liệt hơn. Đồng bằng sông Cửu Long khô khát vì cơn hạn mặn ghê gớm nhất trong suốt một thế kỷ qua. 10 trên 13 tỉnh thành phải công bố thiên tai. Lần đầu tiên, Việt Nam phải kêu gọi sự hỗ trợ từ quốc tế để ứng phó với hạn hán và xâm nhập mặn. Khoảng 245.000 hecta lúa và 32.000 hecta hoa màu đã chết khát. Bao công sức đã đổ ra, nay những người nông dân sắc sơ chỉ còn biết nhìn những ruộng lúa của mình chết dần trong tuyệt vọng. Lúa là cái cây nông sản rất là quan trọng đối với lại đồng bào nghèo, vì ở đây chủ yếu là lúa để tự cung tự cấp, lúa để mà tự sản tự tiêu, cho nên là nó sẽ có ảnh hưởng xấu đến quá trình xóa đói giảm nghèo của chúng ta. Ở đây cũng là cái chuyện mà chúng ta phải tính đến trong cái việc mà khắc phục cái hậu quả của cái thiên tai này. Thiên tai đe dọa an ninh lương thực quốc gia, bởi đồng bằng sông Cửu Long là vựa lúa lớn của cả nước, cũng là nguồn sản xuất trái cây, thủy sản lớn nhất cho xuất khẩu. Đối
đồng cảnh ngộ với đồng bằng sông Cửu Long trong cơn hạn mặn. Nhưng ở Trung Bộ, Tây Nguyên, người dân còn phải chống chịu với những loại hình thời tiết tương phản khốc liệt. Suốt những tháng đầu năm, hầu như không một giọt mưa, cả một vùng đất chủ phú rộng lớn héo úa dần vì thiếu nước. Người dân ở Ninh Thuận phải ra tận giữa lòng hồ để đặt máy khoan, nhưng hy vọng tìm được nguồn sống ngày càng héo hắt dần. Hồ Ông Kinh nay chỉ còn là vũng nước nhỏ. Không chỉ thiệt hại về sản xuất mà khô hạn còn khiến họ còn thiếu cả cái ăn, trẻ em suy dinh dưỡng trầm trọng. Tuy nhiên, chỉ 3 tháng sau, mưa lũ đã cuồn cuộn kéo tới. 5 trận lũ lớn liên tiếp càn quét trên phạm vi rộng và kéo dài. Trong đợt lũ giữa tháng 12, hàng loạt sông vượt báo động 3, các sông ở Quảng Ngãi, Bình Định thậm chí còn xấp xỉ mức lũ lịch sử. Thể nói là năm 2016 năm điển hình thiên tai với mức độ thiệt hại rất lớn về cái tài sản, về các cái công trình, về sản xuất. Tổng cái thiệt hại chúng ta đánh giá vào khoảng độ 1,7 tỷ đô la. Do đó có thể nói là năm 2016 là một cái năm thiên tai diễn ra hết sức khốc liệt trong nhiều năm qua đối với Việt Nam chúng ta. Tuy nhiên chúng tôi đánh giá là cái công tác ứng phó và nhằm cái giảm thiểu cái thiên tai năm 2016 là có một cái bước chủ động, chỉ đạo rất là quyết liệt từ trung ương đến địa phương và toàn dân. Do đó góp một cái phần quan trọng đã giảm thiểu đến mức thấp nhất các cái thiệt hại, đặc biệt là thiệt hại về người. Không chỉ có giá rét, hạn mặn và bão lũ, nhiều tỉnh dọc chiều dài đất nước còn phải chứng kiến hiện tượng sạt lở bờ sông, bờ biển. Nghiêm trọng nhất là ở tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Bình Thuận, Tiền Giang, Cà Mau, uy hiếp trực tiếp tính mạng và tài sản của nhân dân. Trong cả năm 2016, thiên tai đã khiến 264 người chết và mất tích, hơn 370.000 nhà sập, hư hỏng, gần 830.000 hecta lúa và hoa màu bị thiệt hại. Tổng thiệt hại của Việt Nam là 39.726 tỷ đồng. Trước hết thì phải nâng cao cái nhận thức của người dân, của doanh nghiệp, rồi của toàn xã hội. Vấn đề thứ hai là hoàn thiện cái bộ máy tham mưu từ trung ương đến cơ sở về phòng chống thiên tai, rồi tìm kiếm cứu nạn. Vấn đề thứ ba là cần phải tập trung để xây dựng cái chiến lược, rồi quy hoạch, rồi kế hoạch ứng phó với thiên tai. Vấn đề thứ tư là chúng ta phải lồng ghép các chương trình phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, với các chương trình, với các dự án, với các quy hoạch, với các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội. Và vấn đề thứ năm ấy là phải nâng cao được cái năng lực dự báo, tăng cường cái hợp tác quốc tế trong phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu. Trong thiên tai cũng là lúc sự hỗ trợ từ chính phủ và cộng đồng trở nên có ý nghĩa nhất. Hơn 4.400 tỷ đồng đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định hỗ trợ các địa phương về dân sinh và khôi phục cơ sở tầng thiết yếu. Gần 55.000 tấn gạo và lương khô cứu đói đã được chuyển đến người dân. Hơn 2.800 tấn lúa giống, ngô giống và hạt giống rau các loại đã được đưa đi các nơi để khôi phục sản xuất. Không chỉ là hỗ trợ bằng vật chất, điều quý giá nhất chính là hỗ trợ bằng tất cả sức lực và tấm lòng của cộng đồng dành cho những người dân ở khắp các tỉnh bị thiệt hại. Vâng, và xin được quay trở lại trường quay với các vị khách mời đang có mặt trong buổi tọa đàm của chúng ta ngày hôm nay. Và câu hỏi đầu tiên xin được dành cho ông Lê Huy Ngọ, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, nguyên trưởng Ban Phòng chống lụt bão Trung ương. Thưa ông, là với những hình ảnh vừa rồi mà tất cả chúng ta vừa theo dõi, thì ông thấy tình hình thiên tai hiện nay như thế nào và nó có gì thay đổi so với thời của ông? Tình hình thiên tai vừa qua và đặc biệt là tình hình thiên tai năm 2016, về nó có nhiều cái thay đổi lớn. Thứ nhất là nó bất thường hơn. Chẳng hạn như đầu năm thì nó rét sớm và tuyết đã rơi ngay cả trên cái vùng Ba Vì ấy của chúng ta đây. Khác. Thứ hai là cái hạn hán ở miền Trung. Tình hạn hán khốc liệt.
trong thời gian kéo dài. Cái thứ ba là cái biến đổi khí hậu mà nó diễn ra rất mới thôi, nhưng mà mới bắt đầu nhưng mà đã thấy cái khác thường và gây ra nhiều cái thiệt hại lớn, tức là cái xâm mặn và cái tình trạng sạt lở bờ sông, sạt lở bờ biển, nó gây những thiệt hại rất lớn cho người dân, cho đồng bào của chúng ta, như là mùa màng, thu nhập và đặc biệt là cái môi trường sông. Thì đấy là những cái thay đổi mới, những cái thay đổi lớn mà tôi thường gọi là cực đoan đấy trong cái năm 16 vừa qua. Vâng. Và câu hỏi tiếp theo xin được hỏi ông Văn Phú Chính, Cục trưởng Cục Phòng chống thiên tai, Chánh văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai. Đó là ông đánh giá như thế nào về những khó khăn trong công tác phòng chống thiên tai mà chúng ta đang gặp phải trong bối cảnh biến đổi khí hậu như hiện nay? Vâng. Như ý kiến phát biểu của bác Lê Văn Ngọ, thì chúng ta thấy rằng là dưới tác động biến đổi khí hậu thì những cái giá trị cực đoan, cái khí tượng thủy văn nó đã thay đổi theo hướng rất là bất lợi. Chúng ta đã chứng kiến nhiều cái trận mưa với cường độ rất là lớn. Trước đây chúng ta hay dựa vào tần suất, nhưng có lẽ là bây giờ là cái chuỗi số liệu về quá khứ nó đã thay đổi, so hiện nay là nó giá trị nó rất là tăng. Ví dụ như là chúng ta sẽ chứng kiến những trận mưa như ở Quảng Ninh là 1.500 ly trong 3-3 ngày, và có những cái cường độ mưa trong một giờ có thể lên 200 ly như trong năm 2016 vừa rồi. Cái thứ hai nữa là mưa không chỉ là giá trị về tăng, nhưng mà tính cực đoan, trong một vùng mà có một nơi thì mưa cách nhau có 10 cây số, nhưng có nơi mưa tới vài trăm ly, nhưng có nơi thì mưa rất là nhỏ. Như vậy là nó rất là khó khăn trong công tác ứng phó. Một cái nội thứ hai nữa là có thể nói rằng là chúng ta là một cái nước đang phát triển, cho nên cái quy mô và trong cái thiên tai hay nói là cái tính phơ bài thì rất là lớn, cho nên cái rủi ro tăng thêm rủi ro thiên tai. Chúng ta xây dựng các cái hồ chứa chúng ta vừa chống lũ, nhưng nếu chúng ta không vận hành hợp lý thì nó sẽ gia tăng được rủi ro. Hay là chúng ta xây dựng các cơ sở hạ tầng, vừa qua trong 20 giờ lũ ở miền Trung đã chứng kiến là rất nhiều cái con đường mà rất là làm cho cái gia tăng cái ngập lụt ở phía thượng lưu, thậm chí chỉ cần một ngăn trên đường thôi đấy, thì như vậy đã làm chênh lệch cái mực nước giữa thượng và hạ lưu, làm cho những cái vùng mà có thể là trước đây nó chưa ngập nhưng mà bây giờ nó ngập. Thì chúng tôi thấy rằng là những cái vấn đề đó phải được kiểm soát trong cái bối cảnh biến đổi khí hậu hiện nay là phải được kiểm soát chặt chẽ, sẽ không ta rất khó khăn trong tác ứng phó. Vâng. Và trước tình hình đó thì xin được hỏi Thiếu tướng Trương Đức Nghĩa, Chánh văn phòng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, để đảm bảo an toàn cho người dân trong điều kiện thiên tai khó lường như hiện nay thì chúng ta phải thực hiện những nhiệm vụ gì, và trong đó thì đâu là nhiệm vụ trọng tâm thưa ông? Qua thực tế chỉ đạo chỉ huy cái nhiệm vụ phòng chống thiên tai thời gian vừa qua, nhất là những cái thời khắc khốc liệt của thiên tai 2016, có thể nói rằng là chúng ta nhất quán với cái mục tiêu là bảo đảm an toàn cho người dân là mục tiêu hàng đầu, bảo đảm cái tính mạng tài sản của nhân dân mục tiêu hàng đầu của phòng chống thiên tai. Trước thời đây thời kỳ của bác Lê Ngọ cũng như vậy, và bây giờ cũng như vậy, mà tôi nghĩ sau này cũng như vậy, mục tiêu nhất quán và được xác định rất là rõ. Để thực hiện mục tiêu đó thì tôi thấy trước hết là phải vấn đề nhận thức, và phải làm cho cả hệ thống chính trị, toàn dân, toàn quân phải nhận thức được cái việc phòng chống thiên tai là một nhiệm vụ rất quan trọng và phải huy động sức mạnh của cả hệ thống. Và thực tế ở đâu người đứng đầu nhận thức tốt điều này thì sẽ phát động được toàn dân, toàn quân làm. Vừa qua trong cái 26 chúng tôi rất rõ là các đồng chí lãnh đạo cao nhất của Đảng, Chính phủ, các địa phương cùng với chỉ huy các lực lượng phòng chống thiên tai ra quân thì hiệu quả rất rõ. Cái thứ hai là đặc biệt chú ý nâng cao khả năng dự báo. Dự báo là rất quan trọng, dự báo chính xác thì như vậy tránh được thiệt hại, đặc biệt là trên biển vừa rồi dự báo tốt. Do vậy là đã bảo đảm được cái an toàn cho ngư dân ta rất lớn, rất tốt. Vấn đề thứ ba là cái khâu kế hoạch phải đặt nặng, kể cả quốc gia và kể cả cụ thể, nhưng phải gắn với tổ chức hiệp đồng và phải gắn với cái việc là điều chỉnh theo cái tình huống cụ thể thì mới đạt được. Vấn đề tiếp theo là xây dựng cái lực lượng chuyên trách cũng như kiêm nhiệm, đặc biệt phát huy sức mạnh của toàn dân
và cái hiệp đồng lực lượng bộ ngành, địa phương, quân đội, nhân dân thì mới tạo được sức mạnh. Và trong đó hướng vào cái mục tiêu cụ thể khi xảy ra thiên tai là phải cứu người, rồi mới đến cứu tài sản và các cái việc khác. Và trong quá trình về thiên tai, về ứng phó thiên tai thì phải chú ý cái bảo đảm cái ổn định cho nhân dân, đặc biệt là cái tìm kiếm cứu nạn và cái khắc phục hậu quả, nhất là không để xảy ra dịch bệnh, thiếu đói và nhanh chóng đưa cuộc sống của nhân dân trở lại bình thường. 2016 chúng ta đã chứng kiến cái lúc này rất rất rõ, rất tốt và có thể nói là khắc phục cũng rất là nhanh để cuộc sống bình thường. Còn cái gì nhấn mạnh nhất ở trong quá trình nhân trung tâm này thì tôi nhắc lại, đó là tất cả nỗ lực để làm thế nào để cho nhân dân được an toàn bằng cách là về nhận thức, về biện pháp phòng tránh trước khi thiên tai xảy ra, và khi nếu có hậu quả thì nhanh chóng tìm mọi cách để cứu được nhân dân, cứu và giảm thiểu cái thiệt hại về người cũng như tài sản cho nhân dân và nhà nước. Để thực hiện được tất cả những nhiệm vụ đó thì một yêu cầu đặt ra đó là chúng ta phải có một lực lượng chuyên trách. Câu hỏi tiếp theo xin được dành cho ông Lê Huy Ngọ. Thưa ông, là ông đánh giá như thế nào về bối cảnh ra đời của Ủy ban Trung ương Hộ Đê, nay là Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, và tầm quan trọng của việc thành lập một lực lượng chuyên trách trong lĩnh vực này thưa ông? Đây là một cái bối cảnh rất đặc biệt. Thì 45 chúng ta giành lại chính quyền, và 46 thì bước vào một cái thời kỳ bị bữa trợ lũ lụt lớn và gây ra cái trận đói của những năm đó. Thì đứng trước một cái ba loại giặc, giặc ngoại xâm, giặc đói, giặc dốt, thì lúc đó Bác Hồ đã chọn là việc chống đói là số 1. Cho nên là đầu tiên là phải nghĩ đến cái việc là phục hồi lại đê điều. Thì có phục hồi đê điều thì nhân dân mới có cái sản xuất được, mới có điều kiện có cái mà ăn. Vì ăn được thì mới ăn no, mới đánh thắng được. Cho nên là cái bối cảnh ra đời của nó trong cái hoàn cảnh đặc biệt như thế. Cho nên đã ra đời một gọi là cái Ủy ban Hộ Đê Điều mà do Thủ tướng Phạm Văn Đồng làm trưởng ban. Và chính nhờ có một cái bộ máy nó quyền lực lớn như vậy và một sự quan tâm rất lớn của Bác Hồ đối với nhân dân như vậy, cho nên cái bộ ban này, máy này nó ra đời phù hợp với yêu cầu tình hình, nhưng đồng thời nó có cả một cái sức truyền cảm lớn, một cái suy nghĩ lớn của Bác Hồ đặt vấn đề về hộ đê, sản xuất và cứu đói cho dân. Đấy là một cái, thì nó là một sự quan tâm hết sức lớn của Đảng và Nhà nước ta. Và chính vì thế mà nhân dân mình đã vượt qua được cái nạn đói. Đấy. Và câu hỏi tiếp theo xin được hỏi ông Văn Phú Chính, là 71 năm qua thì Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã có sự thay đổi như thế nào để phù hợp với bối cảnh và tình hình thiên tai thưa ông? Vâng, thì nhìn như chúng ta cũng đã biết là sau khi mà thành lập Ủy ban Hộ Đê thì sau đó thì cho cái tình hình phát triển và yêu cầu ở nhiệm vụ, thì sau đó Hội đồng Bộ trưởng đã thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương, và sau này đến năm 2013 khi Quốc hội thông qua luật phòng chống thiên tai, và năm 2014 thì thành lập các Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống thiên tai. Thì qua các cái thời kỳ như vậy sẽ có những cái nhiệm vụ và khác nhau do cái quá trình phát triển cũng như là cái sự thay đổi ứng phó với từng tình huống. Chúng ta đã biết rằng trước năm từ năm 54-75 thì chủ yếu là trị thủy hộ đê và bảo vệ đê điều trước cái chiến tranh. Rồi từ sau năm 75 rồi đến năm cỡ 2010-2013 là khi luật phòng chống thiên tai ra đời. Như vậy là chúng ta ứng phó thiên tai trên phạm vi cả nước, thì nó không chỉ là vấn đề đê điều ở miền Bắc, vấn đề lũ lụt, và chúng ta thấy đã chứng kiến là lũ lụt ở miền Trung, lũ lụt ở đồng bằng sông Cửu Long, rồi vấn đề hạn hán, rồi nhiều vấn đề thiên tai khác. Như vậy thì lúc đó là Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương thì cũng đã bắt đầu là không chỉ vấn đề ứng phó mà bắt đầu quan tâm đến vấn đề công tác phòng ngừa, rồi vấn đề xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật. Thì trong thời gian này chúng ta ra đời rất nhiều các văn bản quy phạm pháp luật, từ luật đê điều rồi tới pháp lệnh phòng chống lụt bão, rồi luật phòng chống thiên tai. Rồi chúng ta ban hành các chiến lược quốc gia về phòng chống giảm nhẹ thiên tai, rồi chúng ta ban hành các đề án về nâng cao nhận thức cộng đồng. Phải nói rằng chúng ta làm
quan tâm rất là nhiều khâu như vậy. Thì đến năm 2013 thì trước cái tình hình thiên tai đòi hỏi cái sự phát triển là chúng ta phải bao quát điều hành được, ứng phó được, phòng ngừa được tất cả các loại hình thiên tai mà nó có thể hôm nay nó chưa xảy ra nhưng tương lai xảy ra. Ví dụ cho nói về vấn đề sóng thần chẳng hạn như vậy. Thì như vậy là trình Quốc hội đã thông qua và sau đó thì chính phủ thành lập các ban chỉ đạo trung ương phòng chống thiên tai. Chúng ta không chỉ ứng phó với loại hình thiên tai phổ biến là lụt bão, hay sạt lở đất mà chúng ta bao quát cả 21 loại hình thiên tai. Như vậy là tôi thấy là qua những cái quá trình phát triển không chỉ là tên gọi mà chúng ta cái nhiệm vụ chúng ta xuyên suốt là phòng chống thiên tai cho cả ba cái quá trình là phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả. Vâng, và cũng xin hỏi ông là được biết là chính phủ vừa quy định chức năng, nhiệm vụ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong đó sẽ thành lập một tổng cục mới, đó chính là Tổng cục Phòng chống thiên tai. Vậy thì ông đánh giá như thế nào về vai trò và ý nghĩa của tổng cục mới này trong bối cảnh hiện nay? Vâng, thật sự ra là trong nghị định 66 chính phủ cũng đã quy định là Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn là cơ quan thường trực ban chỉ đạo trung ương phòng chống thiên tai và có một cái cơ quan chuyên trách trực thuộc bộ. Tôi cho là cái thành lập tổng cục phòng chống thiên tai cũng là cái thuộc cái quy định của pháp luật, nhưng mà trước đây khi mà trong cái giai đoạn trước thì chưa có điều kiện, thì trước bối cảnh tình hình thiên tai diễn biến phức tạp như thế này và chúng ta phải ứng phó không chỉ vấn đề ứng phó như tôi nói là không chỉ tác động biến đổi khí hậu mà quá trình phát triển chúng ta cái rủi ro thiên tai mới phát sinh rất là nhiều, cho nên chúng ta đòi hỏi công tác phòng chống thiên tai phải được tổ chức một cách quy củ từ tổ chức đến lực lượng và một cách chuyên nghiệp. Việc thành lập tổng cục phòng chống thiên tai ở đây mới là bước đầu thôi. Chúng tôi nghĩ rằng đây là một cái bước đầu. Chúng ta phải từ đó chúng ta phải xây dựng hệ thống hoặc có tổ chức là từ trung ương đến địa phương. Chúng ta phân bổ để có đủ sức tham mưu cho ban chỉ đạo trung ương và ban chỉ huy phòng chống thiên tai các cấp. Chúng ta điều phối tổ chức phòng ngừa ứng phó khắc quả một cách hiệu quả nhất. Ở đây thì cũng tôi cũng chia sẻ thêm, tức là thật sự là cái phòng chống thiên tai lâu nay là làm theo kinh nghiệm là chính, chúng ta cũng chưa được đào tạo một cách bài bản. Chúng tôi những người làm thiên tai là phần lớn là học thủy văn với học thủy lợi ra là chính, nhưng chưa có một giáo trình, chưa có một quy chuẩn quy củ gì cả. Tôi nghĩ là trong quá trình hình thành, không chỉ là hình thành tổng cục phòng chống thiên tai là một tổ chức đâu, mà nó làm cho ta một cái hướng để mà xây dựng một cái hệ thống chúng ta được đào tạo bài bản và những người chuyên nghiệp để công tác phòng chống thiên tai nó tốt hơn. Ứng phó kịp thời với tình huống mới. Thế còn ông Lê Huy Ngọ thì sao? Ông nghĩ thế nào về vai trò, về tầm quan trọng của việc thành lập Tổng cục Phòng chống thiên tai và nó sẽ thay đổi như thế nào trong công tác phòng chống thiên tai so với trước kia cũng như là so với thời mà ông còn giữ cương vị trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai? Mỗi thời kỳ thì do cái sự cái biến đổi của khí hậu thì cái việc phòng chống thiên tai nó có cái quy mô lớn hơn, khác hơn và những cái đặc trưng về thiên tai cũng nhiều. Nên trước đây chỉ lúc mà Bác Hồ nói chỉ là có ban gọi là ủy ban hộ đê thôi. Còn sau đó thì gọi là cái ban phòng chống lụt bão trung ương, chủ yếu là lụt bão. Rồi gần đây thấy nó không đảm bảo được cái quy mô về thiên tai thì đổi là ủy ban là phòng chống thiên tai, nó bao gồm tất cả. Và cho đến bây giờ ủy ban phòng chống thiên tai ra đời thì luật thiên tai ra đời và nó đòi hỏi có một cái tổ chức để mà thực hiện được cái chức năng đó. Và nên có thể nói là việc mà ra đời cái tổng cục phòng chống thiên tai là một cái sự mà chúng ta kịp thời ứng phó được với tình hình, có một cái tổ chức đủ khả năng về cả ba phương diện, cả về chỉ đạo, cả về tham mưu và cả về cái việc mà khắc phục cái hậu quả. Cho nên đây là một cái bước tiến mới và cũng là một cái sự quan tâm rất lớn của nhà nước chúng ta trong vấn đề phòng chống lụt bão. Và cái tổng cục này ra đời thì có ba cái điều này. Một là cái hệ thống tổ chức của nó từ trung ương cho đến cơ sở nó chuyên nghiệp hơn. Đấy là một cái điều rất rõ. Trước đây gọi là cái ban chỉ đạo thì nó chỉ là cái gom người lại thôi. Bây giờ sẽ đi vào chuyên nghiệp hơn. Thứ hai là nó đi sâu vào những vấn đề về khoa học, công nghệ và cái tổ chức dự tính dự báo ngày càng sâu sắc hơn. Chuyên môn nó cao hơn, có cái điều kiện làm hơn. Thứ ba tức là cái việc mà chỉ đạo
phòng chống lụt bão và thiên tai đối với cơ sở nó sẽ mạnh hơn rất nhiều. Trước đây chỉ là một cái ủy ban tổng hợp thôi, bây giờ nó có cả một cái tổng cục, nó lo chuyên cả ba phương diện, cả về quản lý, cả về tổ chức và cả về xây dựng lực lượng. Cho nên là cái việc ra đời này ấy, theo tôi rất là một người làm này, đi về cái công tác này lâu, tôi rất mừng và thấy là có được một cái tổ chức như vậy để đảm bảo nhiệm vụ mới. Xin hỏi Thiếu tướng Trương Đức Nghĩa, Chánh Văn phòng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, đó là lực lượng quân đội là nòng cốt trong công tác tìm kiếm cứu hộ cứu nạn ứng phó với thiên tai. Vậy thì bên Ủy ban đã kiện toàn lực lượng này như thế nào để làm tốt được công tác này thưa ông? Thì trong phòng ứng phó thiên tai tìm kiếm nạn thì quân đội là lực lượng nòng cốt và cơ quan chỉ đạo của quốc gia là Ủy ban Quốc gia và Bộ Quốc phòng là cơ quan thường trực. Cục tôi là cái bộ phận thường trực mà tôi cũng là Chánh Văn phòng của cơ quan này. Thì để thực hiện việc này thì để bảo đảm cái phát huy cái nòng cốt của quân đội trong những phòng chống thiên tai như chúng ta đã được khẳng định trong những năm vừa qua, thì vừa qua đã có những cái biện pháp để củng cố. Thứ nhất là về mặt thể chế thì vừa rồi chính phủ đã ra cái nghị định 30 về ứng phó sự cố thiên tai và tìm cứu nạn. Đây là văn bản rất quan trọng mà chỉ đạo về thống nhất chung về cái việc điều hành việc này. Cái thứ hai ấy, là cái hệ thống tổ chức chỉ huy điều hành đã hình thành một cái trung tâm chỉ huy tương đối hiện đại và đang phát huy hiệu quả để nắm được các cái thông tin và bảo đảm điều phối giúp cho ủy ban, do Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu, chính phủ điều phối các lực lượng để thực hiện. Thứ ba là cái công việc xây dựng các lực lượng chuyên trách cũng như kiêm nhiệm trong việc ứng phó thiên tai, cứu nạn đã được kiện toàn, củng cố ở cả cấp trung ương, cấp địa phương, ở cả các đơn vị quân đội cũng như các cái lực lượng bộ ngành có liên quan. Việc thứ tư là cái việc tăng cường cái huấn luyện, cái diễn tập, luyện tập, do vậy đã nâng cao đáng kể lực lượng, khả năng lực lượng này. Đồng thời các cái trang bị, thiết bị để liên quan cái tìm kiếm cứu nạn thì cũng đã được chú ý. Ở trong cái năm 2016 vừa qua thì cái thể hiện trên này rất là rõ. Bằng cái thành quả tôi có thể khẳng định là thứ nhất là từ khi có cái dự báo về thời tiết thì cái thông tin đã đến rất nhanh với cái những người có bị ảnh hưởng, đặc biệt là ngư dân trên biển. Có thể nói là 10 cơn bão và nhiều cái áp thấp nhiệt đới thì chúng ta đã thông báo đến trên 37 vạn tàu thuyền và trên 2 triệu ngư dân vào tranh trú an toàn, và thiệt hại là về ngư dân trên biển là rất ít so với thời kỳ trước đây. Thế là một ví dụ. Cái thứ hai là khi mà cái lũ lụt nó xảy ra cho hoàn lưu bão thì kể cả quân khu 4, quân khu 5, quân khu 3 rất là đột ngột. Nhưng mà các lực lượng quân đội đều có mặt kịp thời cùng với địa phương điều chỉnh quy hoạch phương án và kịp thời hỗ trợ. Do vậy cái thiệt hại về người trong khi thiên tai xảy ra thì thấp. Chứ các cái thiệt hại lại thường xảy ra sau khi sự kiện đấy. Thì việc đấy tôi sẽ bình luận sau. Cái thứ ba là cái việc khắc phục hậu quả để đưa cái cuộc sống của nhân dân, của địa phương vào hoạt động bình thường cũng diễn ra rất là đồng bộ, cụ thể. Nhiều cái khu vực là ngập lụt sâu nhưng mà chỉ trong vòng chưa đầy một tuần là các cháu đã đi trở lại trường học và không xảy ra dịch bệnh, không xảy ra đói khát, không xảy ra thiếu thốn những cái mà tạo ra bức xúc xã hội và cho nhân dân. Có thể nói là cái chức năng nhiệm vụ của Ủy ban Quốc gia là điều phối, tham mưu cho chính phủ và các bộ ngành địa phương để điều phối tạo cái sức mạnh tổng hợp, và trong đó quân đội là nòng cốt để thực hiện những ứng phó thiên tai, kể cả phòng ngừa cũng như ứng phó và khắc phục quả đã thể hiện một cách rõ nét trong điều kiện hiện nay. Thì tôi thấy là rõ ràng là có hiệu quả và đã được khẳng định là trong năm qua, mặc dù cái điều kiện cái thiên tai xảy ra rất là khốc liệt, khó lường, nhưng mà với nỗ lực như vậy chúng ta cũng giảm thiểu được những cái thiệt hại mà không đáng có xảy ra, và từ đó cũng góp phần lớn trong ổn định toàn bộ tình hình kinh tế xã hội đất nước và duy trì được cái đà tăng trưởng hiện nay.
Vâng. Và câu chuyện phòng chống thiên tai thì có lẽ là câu chuyện muôn đời của người Việt. Và thưa ông Lê Huy Ngọ, là ông hẳn có rất nhiều những câu chuyện muốn chia sẻ về công tác phòng chống lụt bão cũng như là các cách ứng phó khác nhau của người Việt để bảo vệ tính mạng. Và thưa ông, là kinh nghiệm phòng chống, chỉ đạo ứng phó thiên tai thì theo ông điều gì là quan trọng nhất? Đối với đất nước chúng ta thì mình nằm trong một cái vị trí địa lý rất là đặc biệt, hơn 3.000 cây số giáp với mặt biển, và thường xuyên nó có cái tác động về thiên tai, không những là trên mặt đất mà ngoài cả ngoài biển rất lớn. Và tổ tiên chúng ta thì đã có nhiều cái kinh nghiệm về đối phó với thiên tai, không những đấy đâu mà nó còn đi vào cả cái cuộc sống, cả cái văn hóa của chúng ta thôi. Sơn tinh thủy tinh là một bài học lớn của dân tộc chúng ta đối với vấn đề chống phòng chống thiên tai. Cho nên là cái kinh nghiệm mà chúng ta là có hôm nay nó tích lũy từ nhiều, tức là qua các thời kỳ rất dài về xây dựng đất nước và sự tồn tại của dân tộc mình. Thì qua cái chỉ đạo phòng chống lụt bão thì tôi thấy vấn đề lớn nhất là thế này: anh phải làm thế nào mà anh chủ động, anh phòng ngừa được bão lụt. Đối với bão lụt thiên tai thì khi nó xảy ra rồi thì thực ra đối phó là rất hạn chế. Nhưng mà muốn có cái gọi là cái hạn chế tốt nhất là phải chủ động phòng ngừa. Và bây giờ thì người ta còn tiến lên cái bước nữa, kinh nghiệm mới này, tức là phải thích ứng với thiên tai. Và đây là một cái kinh nghiệm rất là lớn, mà không chỉ người ta đâu, mà cả bây giờ cả thế giới người ta đang vận dụng cái kinh nghiệm này. Thì đấy là một cái làm sao mà từ cái tổ chức sản xuất cho đến xây dựng cuộc sống, xây dựng cái nông thôn mình, xây dựng thành phố của mình phải luôn luôn là thích ứng với cái đó. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là làm sao mà tổ chức được cái dự tính dự báo tốt hơn. Thời kỳ tôi làm này chỉ dự tính dự báo được có 12 tiếng à. Và sau này lên đến 24 tiếng. Và bây giờ phấn đấu là 18 tiếng. Và bây giờ người ta còn dự báo xa hơn là 48 tiếng. Thì càng dự báo được tốt, càng dự kiến được tốt, thì nhân dân càng có điều kiện ứng phó kịp thời với... Đi đôi với một là cái thích ứng và cái dự phòng. Thì cái ứng phó kịp thời là cái hết sức quan trọng, giảm được. Cái thứ ba là phải chuyển đến được tất cả cái này đến với người dân, về cái nhận thức về thiên tai. Mặc dù dân mình thì có nhiều kinh nghiệm lắm, mà cũng giỏi giang lắm, đối phó lắm, nhưng mà tình hình nó càng ngày càng thay đổi. Cho nên phải chuyển được cái nhận thức tình hình thiên tai hiện nay nó khác trước ở chỗ nào, nó bất thường ở chỗ nào, rồi là nó thiên tai bây giờ nó cực đoan ở chỗ nào, phải nói cho dân rõ được. Và chính như thế, tổ chức mà chúng ta có một cái kinh nghiệm cũng kế thừa từ trước đây, tức là cái bốn tại chỗ. Tức là cái việc mà xử lý thiên tai này thì đảng nhà nước cũng quan tâm là quan trọng lắm rồi, rồi quân đội rồi công an các thứ hỗ trợ cho dân là tốt lắm rồi, nhưng mà người dân mà không ứng phó tại chỗ thì cái thiệt hại là lớn lắm. Là cái gì? Một là lực lượng phải tại chỗ, mình phải cứu mình trước rồi bộ đội với công an đến sau. Hai là vật liệu tài phải tại chỗ thì mới được, lúc mà chuyên chở thì không có làm gì được. Thứ ba là cái chỉ huy phải tại chỗ. Cho nên tôi nói với cán bộ tôi là muốn mà giúp dân được thì có hai việc thôi. Một là phải đi trước bão, thì anh xuống anh mới xoay sở được. Thế còn lúc bão đến thì chỉ đi trốn, đi tránh, làm gì được. Thứ hai là anh phải xuống với dân, cùng với dân, giúp đỡ dân. Và các anh bên quân đội thì làm việc này tốt lắm, hỗ trợ được. Cho nên là cái việc mà xây dựng lực lượng bốn tại chỗ, là tôi nói lại cho nó rõ ràng thôi. Một là phải có một cái lực lượng tại chỗ, vật liệu tại chỗ, rồi là hậu cần tại chỗ và chỉ huy tại chỗ, tin tại trận. Đấy là những cái kinh nghiệm rất tốt, và bây giờ chúng ta vẫn phải phát huy cái đó. Nhưng mà bây giờ thì tổng kết mới qua cái bổ sung thế này: một là phải thích ứng với thiên tai, chứ không phải là chống rồi. Chống thì mức độ nào đó, phòng thì cũng là mức độ đoàn, nhưng phải thích ứng với nó. Hai là việc ứng phó phải rất kịp thời, rất khẩn trương và hết sức quyết liệt, không thể chần chừ. Thứ ba
là việc khắc phục thì phải càng quan tâm là khắc phục đời sống của dân. Rồi nhưng mà phải chăm lo cái khắc phục, cái tái thiết lại cái thiệt hại. Thì như thế là mỗi bước đường đi của chúng ta từ sơn tinh thủy tinh cho đến gọi là bốn tại chỗ rồi đến thích ứng, và bây giờ là nó toàn diện hơn. Đó. Thích ứng với biến đổi khí hậu, thứ hai là ứng phó kịp thời và quyết liệt, thứ ba là khắc phục có hiệu quả và chăm lo cái việc tái thiết trong tương lai. Vâng. Như ông Lê Huy Ngọ có vừa đề cập, đó là dân ta có nhiều kinh nghiệm phòng chống thiên tai lắm, nhưng hiện nay thì tình hình thiên tai đã có rất nhiều thay đổi. Vậy thì xin hỏi ông Văn Phú Chính là theo ông mà những kinh nghiệm người dân có được trong công tác phòng chống thiên tai được truyền từ đời này sang đời khác thì liệu rằng là có còn phù hợp trong bối cảnh mà thiên tai ngày càng dữ dội như hiện nay nữa hay không? Thì đặt vấn đề là còn phù hợp thì nó cũng không phù hợp lắm, nhưng mà bởi vì nguyên tắc trong luật phòng chống thiên tai thì chúng ta thấy rằng là nguyên tắc là chúng ta phải kế thừa cái kinh nghiệm và chúng ta phải ứng dụng những cái tri thức, những khoa học công nghệ trong phòng chống thiên tai. Thế thì phải nói rằng là trước các bối cảnh như chúng ta đã phân tích từ đầu buổi tọa đàm đến đây, thấy rằng bối cảnh biến đổi khí hậu đã hiện hữu và tác động trực tiếp làm cho thiên tai cực đoan, và cũng như những cái quá trình phát triển chúng ta cũng bộc lộ ra nhiều cái rủi ro thiên tai mới. Thế thì cái kinh nghiệm của người dân thì phải luôn luôn được cập nhật. Cho nên trong cái khung hành động sinh đai bây giờ người ta ưu tiên đầu tiên là phải làm cho người dân hiểu được thiên tai, phải nhận diện được thiên tai, hiểu biết được thiên tai. Để từ đó chúng ta có các kỹ năng, chúng ta cập nhật những bên cạnh những kinh nghiệm chúng ta phải cập nhật thêm. Chúng tôi nói ví dụ như ở miền Trung là đã bao đời nay người dân có một cái câu là ông không tha, bà không tha, chỉ còn một cái luật là 23 tháng 10. Nhưng bây giờ là để người ta làm việc đó, để người ta thấy là để sản xuất người ta cứ sau 23 tháng 10 là người ta yên tâm, người ta vào cái vụ đông xuân như thế hay người ta làm trước. Nhưng bây giờ là sau cái tới tháng 11, thậm chí tháng 10 tháng chạp lịch vẫn còn có những lũ, cho nên vấn đề nó thay đổi. Cho nên kinh nghiệm thì chúng ta vẫn có những cái kinh nghiệm là chúng ta truyền thống chúng ta phải duy trì, chúng ta tiếp nối phát triển, nhưng chúng ta phải cập nhật tình hình biến đổi để chúng ta có thể là thích ứng được và chống chịu được với cái thiên tai. Vâng, như vậy là thiên tai ngày càng khó lường. Và người dân bên cạnh những kinh nghiệm được truyền từ đời này sang đời khác thì cũng luôn phải cập nhật thêm rất nhiều kiến thức về tình hình thời tiết hiện tại, đúng không ạ? Xin cảm ơn ông. Và thưa quý vị, với 19 loại hình thiên tai thường xuyên và xảy ra gần như tất cả các tháng trong năm, nên công tác phòng chống là một nhiệm vụ hết sức nặng nề. Những ngày qua thì người dân cả nước hết sức lo lắng khi hướng về khu vực đồng bằng sông Cửu Long, nơi chịu ảnh hưởng rất nhiều của sự thay đổi của thiên tai, thời tiết, nước biển dâng và đặc biệt là hiện tượng sạt lở đất trên diện rộng. Và xin mời quý vị và các bạn, cùng với các vị khách mời, chúng ta hãy cùng đến với những hình ảnh về tình hình sạt lở tại đây mà chúng tôi mới ghi nhận được. Từ Đông sang Tây, từ sông Tiền cho đến sông Hậu, từ đất bãi bồi đến đường quốc lộ, đâu đâu cũng sạt lở. Chỉ trong giây lát, hàng chục ngôi nhà bỗng chốc sụp đổ. Hàng trăm người bỗng dưng rơi vào cảnh màn trời chiếu đất. Đó là những hình ảnh biết nói về tình hình sạt lở bờ sông tại An Giang, Đồng Tháp những tháng đầu năm 2017. Theo thống kê của ngành nông nghiệp các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long, hiện nay trong khu vực có 265 điểm sạt lở bờ sông, tổng chiều dài 450 km, diện tích đất bị mất khoảng 500 hectare một năm. Phải tăng cường công tác điều tra để xác định các cái vùng nguy hiểm. Đấy, không chỉ ở chỗ này, chắc chắn là có nhiều cái vùng mà cái nguy cơ sói lở có thể xảy ra. Đấy, chúng ta phải khảo sát để khoanh được cái vùng nguy hiểm đây. Và từ cái vùng nguy hiểm này thì tăng cường quan trắc, tăng cường cảnh báo cho nhân dân. Sạt lở được ví như một con virus lây lan với tốc độ rất nhanh, từ sông ra đến biển. Kè Gành Hào ở Bạc Liêu bỗng chốc trở nên mong manh trong các đợt chiều cường đầu năm 2017. Đến nay, tác động của sóng biển đến công trình bảo vệ người dân này là rất rõ. Kè bị phá nát với chiều dài gần 100 mét. Tuyến đường giao thông ven biển bị chia cắt hoàn toàn. Kè bê tông kiên cố giờ đang được thay thế tạm thời bằng các bao cát. Trong hoàn cảnh này, người dân sinh sống ngay phía bên trong bờ kè không lúc nào cảm thấy yên tâm.
sóng đánh luôn, bình bình luôn cũng sợ cũng chết luôn chứ sao. Tại vì phải sự cố ở ngoài mà ở trong này á, nó im á thì mình không sợ, coi như nó đánh nhà cửa như là gung ginh giờ cũng sụp đất chết sao. Ở đây là sình không à, nước chảy vô nhà tôi nè, ào ào luôn, mà cái xe nước mía tôi nè bay qua luôn, cái nhân vậy là phải không, như mía xe nước mía bình thường vậy, nhưng mà nhất khi xe nước mía bay ngang luôn. 1.000 hộ dân sinh sống đã được chính quyền địa phương lên phương án khẩn cấp trong trường hợp kè tiếp tục bị vỡ. Hiện mức chiều đang thấp nên nước chưa dâng qua con đường ven biển. Nhưng kè đã bị vỡ và hư hỏng nhiều đoạn nên tình trạng là rất nguy hiểm. Đối với kè Gành Hào này, phía sau kè là người dân họ sinh sống. Và đặc biệt là họ đã sống ở nhiều đời đây rồi, họ quen với nghề sống ở đây, và đặc biệt là cái kế sinh nhai họ từ biển, thành ra cái việc mà di dời họ đi rất là khó. Do đó chúng tôi sự giải quyết vấn đề là phải giữ cho được cái kè Gành Hào này. Còn phía bên ngoài, những dải đất ven biển đang bị xâm lấn bởi những con sóng không ngừng nghỉ. Cà Mau, một trong những địa phương có ba mặt giáp biển nên tình trạng sạt lở đang thực sự nguy cấp và uy hiếp đến tính mạng người dân. Do không có bờ kè nên những cánh rừng mắm, rừng đước như những tấm lá chắn bảo vệ đất đai và cuộc sống của người dân ở phía bên trong. Nhưng nay tấm lá chắn này đang bị phá hủy một cách nhanh chóng. Sạt lở nó là quy luật tự nhiên từ lâu. Tuy nhiên trong cái thời gian gần đây đó thì cái diễn thế sạt lở là phần lớn, và cái xu thế đó sạt lở nó ngày càng mạnh hơn, càng khốc liệt hơn. Như chúng ta thấy ở đây đó là các cái thân cây rất là to, rất là lâu năm ở ven biển nhưng mà nó vẫn bị nhổ đi và bị trôi dạt lên đây. Trước kia, vùng đất mũi Cà Mau vẫn được biết đến có khả năng lấn biển đến 100 mét một năm. Nhưng giờ thì tốc độ bồi đất đã giảm mạnh. Ngược lại, tình hình sạt lở lại diễn ra hết sức căng thẳng trong đầu năm nay khi chiều cường hoạt động mạnh bất thường. Dòng chảy thay đổi chóng mặt khi bùn cát suy giảm. Chúng ta phải có những cái giải pháp căn cơ lâu dài, ví dụ như là cái việc mà tính toán lại toàn bộ cái chế độ dòng chảy, sóng gió, vận chuyển dòng thủy triều, dòng bùn cát ở đây, và trên cơ sở đó thì chúng ta đưa ra những cái giải pháp cho nó phù hợp bằng những cái giải pháp mà ví dụ như là chúng ta có thể phá sóng rồi tạo bãi, trồng rừng ngập mặn, tái tạo lại cái rừng mà đã có. Trước tiên là phải lên một cái bản đồ các vùng sạt lở ở đồng bằng sông Cửu Long và đánh dấu cái mức độ sạt lở khác nhau, giống như là các cái điểm đen sạt lở như vậy. Rồi từ cái bản đồ đó mình sẽ quay lại là những cái chỗ đó nó ảnh hưởng tới khu dân cư, khu công nghiệp thế nào để chúng ta có thể di dời ra những cái người dân ở những cái vùng đó. Theo Tổng cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, hơn 50% chiều dài của bờ biển 700 km của đồng bằng sông Cửu Long đã bị sạt lở trong 15 năm qua. Tính trung bình mỗi năm mất khoảng 5 km vuông. Các chuyên gia cảnh báo, ngay trước mắt và tương lai lâu dài của khu vực đồng bằng sông Cửu Long đều đang ở trong tình trạng rất đáng báo động. Theo kịch bản cập nhật của Bộ Tài nguyên và Môi trường, đến cuối thế kỷ 21, mực nước biển có thể dâng cao từ 75cm đến 1m. Như vậy, 40% diện tích đồng bằng sông Cửu Long có thể bị ngập nước và ảnh hưởng đến khoảng 10 triệu người. Vâng, đó chính là tình hình sạt lở đang diễn ra ở tại đồng bằng sông Cửu Long. Và câu hỏi tiếp theo chúng tôi muốn dành cho một người vừa trở về từ điểm nóng sạt lở ở đồng bằng sông Cửu Long. Xin hỏi ông Văn Phú Chính là ông đánh giá như thế nào về tác động của loại hình thiên tai này đến đời sống của người dân? Thì như chúng ta đã biết, ở vùng đồng bằng sông Cửu Long thì có mấy cái đặc điểm như này. Cái thứ nhất là cái địa chất là chỉ là sa bồi rất là yếu, địa chất cái vùng đồng bằng Cửu Long rất là yếu. Cái thứ hai nữa là vùng đồng bằng sông Cửu Long là khai thác nước ngầm thì cũng rất là nhiều. Thứ ba nữa là trong đồng bằng sông Cửu Long là giao thông thủy cũng là phát triển rất là mạnh. Thì trong những năm qua chứ không phải chỉ 2016 ra, cái hiện tượng sạt lở bờ sông, bờ biển vẫn xảy ra thường xuyên. Tuy nhiên trong năm 2016 như chúng ta đã xem thì xảy ra rất là nghiêm trọng, gần như là hầu hết các cái tỉnh từ Đồng Tháp, An Giang, Bạc Liêu, Cà Mau như thế. Thế thì những cái sạt lở này trước hết là nó sẽ làm
cho là thiệt hại, như chúng ta đã thấy là cho thiệt hại cho người dân và cơ sở hạ tầng. Thì trước cái tình hình và cho chúng ta đã thấy như vậy thì chúng ta có nhiều cái nỗ lực trong cái việc là làm thế nào chúng ta kiểm soát được cái vấn đề sạt lở này. Thật sự ra ở đây chúng ta cũng phải một nhìn nhận là rất nhiều, chúng ta cũng có nhiều giải pháp, nhiều nghiên cứu. Tuy nhiên là do cái chúng tôi hiện nay là qua cái kiểm tra vừa rồi là chúng tôi thấy rằng là chúng ta phải kiểm soát được chặt chẽ về vấn đề bố trí dân cư. Ở miền Nam thì dân cư người ta ở sống vang sông sông rạch, nhưng mà có thể là có nhà bình thường thì được, nhưng nhà kết cấu nhẹ thì được, nhưng mà hiện nay ta xây dựng các công trình nhà kiên cố lớn, cho nên chúng ta thấy cái sạt lở vừa rồi nó làm cho cái mất cái tài sản của người dân nó không nói, nhưng mà nó làm cái tổn thất chung cho xã hội như vậy. Vâng, và câu hỏi tiếp theo xin được dành cho ông Lê Huy Ngọ, đó là ông nhìn nhận thế nào về hiện tượng sạt lở ở đồng bằng sông Cửu Long, và thời của ông thì có phải lo lắng xử lý cái dạng thiên tai này hay không? Về cái thiên tai sạt lở trên các cái dòng sông thì người ta thường nói khúc sông bên lở bên bồi, bình thường nó vẫn có cái đó, nhưng mà cái sự việc diễn ra ở đồng bằng sông Cửu Long, ở sông Tiền, sông Hậu, ở Quảng Nam, và đặc biệt đó đi liền với đó là cái sự xâm mặn và sạt lở ven biển xảy ra cùng một lúc, cả hai hiện tượng đó trên một địa bàn, nên có thể nói là theo dõi tình hình sạt lở và nước biển dâng, sạt lở biển nó làm cho chúng ta phải hết sức chú ý và đề cao cái năng lực phán đoán, năng lực chỉ đạo để mà đối phó, bởi vì không chỉ cho thiệt hại đến đó, vì nó thiệt hại đến thứ nhất là thiệt hại đến con người, thứ hai là thiệt hại đất đai, thứ ba là thiệt hại đến cuộc sống của người dân, thứ tư là thiệt hại về môi trường, và không phải là một nơi mà trên phạm vi rộng dài và cả cái đồng bằng sông Cửu Long của chúng ta nằm ở đó. Cho nên đây là một cái khác đấy. Trước chúng tôi vẫn phải làm về chống sạt lở, rồi cũng vẫn phải làm về cái sạt lở vùng biển, như cả một cái hải hậu của Nam Định nhận thì một cái chiều dài hơn 30 cây số sạt lở kinh khủng lắm chứ, cũng có, nhưng mà gọi là cái mức độ nó tập trung và cái tác hại của nó diễn ra như vừa qua ở đất mặt sông, đấy là một cái mới, một cái đặc điểm mới. Và người ta cũng nói là nó là cũng có một phần nào nó do cái phần của biến đổi khí hậu, nhất là đối với vùng ngoài sạt vùng biển. Thì theo tôi nghĩ mình nhận thức được như thế, và cái sự hành động của người dân vừa qua cũng chủ động lắm, mà cũng can trường lắm, đối phó lắm đấy, được, và cái sự chi viện kịp thời là rất tốt. Nhưng tôi vẫn đề nghị thế này, vẫn phải tiếp tục theo dõi chính xác để phát hiện được những cái hiện tượng, bởi vì trước khi sạt lở bao giờ nó có cái hiện tượng nứt nẻ, bao giờ có hiện tượng sụt ngắn trước sụt dài sau, để mình kịp thời mình cảnh báo cho dân, tổ chức chủ động sơ tán dân, sơ tán nhà cửa, sơ tán cả của cải tài sản của người dân. Tôi nghĩ là nếu mà phán đoán đúng được thì hoàn toàn có thể chuyển được nhà của dân, chứ không phải để cái nó sụp lên như thế. Cho nên là mình phải tăng cường cái việc khảo sát, điều tra và cái đối. Thứ hai về lâu dài, phải nghiên cứu rất kỹ. Vì hiện nay nói về cái sạt lở thì nói nhiều đến về cái gọi là khai thác cát ở sông nó quá mức đi. Thứ hai là ảnh hưởng của cái việc mà phù sa khan đi do thủy điện làm đấy, thì đấy cũng là một cái yếu tố, nhưng mà cũng vẫn phải nghiên cứu tiếp. Nó là cái gì mà một lúc nó tập trung, nó diễn ra như thế, đến như mức như thế, để mình có một cái chủ trương nó lâu dài hơn, đặc biệt là cái tái định cư của dân, không thể làm tạm bỡ được. Đã làm là phải làm căn bản, đã phải làm lâu dài, để dân có cuộc sống ổn định lâu dài, và để mà có cái điều kiện để mà mình ứng phó với cái đó. Nên tôi nghĩ là vừa qua cái chỉ đạo của chúng ta cũng là rất quyết liệt và cũng rất kịp thời, nhưng mà cũng chưa đủ mức về cái cơ sở khoa học của nó, chưa đủ mức về cái nhận định về cái chiều dài của nó, mà chúng ta phải ứng phó với nó một cách chủ động hơn, có hiệu quả hơn. Vâng.
Xin hỏi Thiếu tướng Trương Đức Nghĩa, đó là sạt lở đất thì diễn ra rất nhanh và bất ngờ. Vậy thì để đảm bảo an toàn cho tính mạng cũng như là tài sản của người dân thì không thể không nhắc tới vai trò của quân đội trong công tác là giúp dân di rời và ứng phó. Vậy thì chúng ta đang xử lý những tình huống này như thế nào thưa ông? Tình hình sạt lở chúng ta vừa theo dõi đồng bằng sông Cửu Long. Nhưng trên thực tế thiên tai thì cái tình sạt lở này nó diễn ra còn nhiều địa bàn trên cả nước. Như ở các cái tỉnh ở phía Bắc thì là sạt lở do hoàn lưu bão thì mưa lũ và cũng gây sạt lở rất nhiều ở các cái vùng, các cái tỉnh ở vùng cao như là Yên Bái, như Lào Cai vân vân ở các tỉnh phía Bắc. Hay dọc biển miền Trung thì chiều cường, chúng ta đã chứng những cái chiều cường rất dữ dội như ở Phú Yên, như Quảng Ngãi, Quảng Nam, rồi bây giờ là cái sạt lở ở đồng bằng sông Cửu Long. Quân đội thì đây là cái hoạn nạn của nhân dân. Do vậy là quân đội là với vai trò chức năng nhiệm vụ là từ nhân dân mà ra, vì nhân dân phục vụ thì rõ ràng là phải có trách nhiệm. Về cụ thể thì đây là tình huống khẩn cấp và do vậy là quân đội hiện nay đang làm, thứ nhất là phải phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương tham gia và vận động nhân dân để nhân dân hiểu được cái đặc điểm của loại thiên tai này, loại hình thiên tai này và cái tính khắc nghiệt của nó để mà chủ động phòng tránh. Thứ hai ấy, là trên cơ sở phân tích đánh giá các cái nguyên nhân thì như vậy tham gia vào xây dựng hoạch định các cái quy hoạch kế hoạch và vận động để thực hiện nghiêm cái quy hoạch kế hoạch, nhất là việc bố trí định cư dân như thế nào cho hợp lý, thì cái này là quân đội tham gia tích cực trong cái việc, nhất là những vùng xung yếu. Vấn đề thứ ba là những nơi có nguy cơ thì khi có yêu cầu cấp ủy chính quyền địa phương thì quân đội phải nhanh chóng tổ chức lực lượng khẩn trương để vừa vận động vừa di dời dân quyết liệt. Thì vừa qua vấn đề này là quân đội làm rất hiệu quả, như năm vừa qua đã huy động các lực lượng là trên 11.000 quân, cả dân quân tự vệ đã di rời hàng trên 100.000 nhân dân ra khỏi các vùng nguy hiểm và chủ yếu là sạt lở và chiều cường. Vấn đề thứ tư là tham gia cái ổn định đời sống nhân dân ở giai đoạn mà khi mới di rời là cực kỳ khó khăn, màn trời chiếu đất các nơi rất là khó về hạ tầng, thì lúc này quân đội là lực lượng chia sẻ những cái khó khăn của nhân dân để vừa động viên vừa giải quyết kịp thời những việc thiết yếu để nhân dân nhanh chóng ổn định cuộc sống. Và vấn đề cuối cùng là cái việc phòng chống sạt lở căn cơ như đồng chí Lê Ngọ vừa nói là vấn đề rất cơ bản và đầu tư lớn. Do vậy quân đội cũng tham gia vào trong các phát triển kết hợp kinh tế quốc phòng để xây dựng các công trình lưỡng dụng và để bảo đảm cho việc củng cố phòng an ninh, nhưng gắn liền với đó là bảo đảm cho cái phòng chống thiên tai, đặc biệt cái sạt lở ở những vùng xung yếu của đất nước. Vâng. Câu hỏi tiếp theo xin được hỏi ông Văn Phú Chính, đó là theo ông thì những giải pháp nào có thể xử lý được tình trạng sạt lở ở đồng bằng sông Cửu Long? Tôi cũng thường phát biểu nhiều lần là lâu nay chúng ta phải ứng xử với sạt lở, thì sạt lở đã được quy định là trong 19 loại hình thiên tai. Thì chúng ta ứng phó sạt lở cũng đầy đủ các quy trình như ứng phó với một loại hình thiên tai chúng ta. Từ khâu trước nhất là chúng ta phải cảnh báo dự báo. Sau đó là chúng ta làm tốt công tác dự báo cảnh báo, theo chúng ta phải ứng phó kịp thời và sau đó chúng ta khắc phục hậu quả. Tức là cũng như quy trình. Nhưng mà lâu nay và tôi thấy rằng hiện nay là chính phủ cũng đã chỉ đạo Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn là cơ quan thường trực, cơ quan chỉ đạo cũng đã tổ chức hai cái hội nghị để bàn cái giải pháp để mà có thể là trước mắt cũng như giải pháp lâu dài để ứng phó với cái tình hình sạt lở đồng bằng sông Cửu Long này. Thì cái đầu tiên là các cơ quan khoa học và nghiên cứu đánh giá được cái nguyên nhân, cái sạt lở. Thì qua trao đổi thì các vị khách mời cũng đã có ý kiến đó. Chúng ta có rất là nhiều đánh giá, nhiều nguyên nhân, từ vấn đề cân bằng bùn cát, vấn đề khai thác khoáng sản cho đến vấn đề bố trí dân cư ở đây, rồi vấn đề kể cả ảnh hưởng của mực nước ngầm đó như thế. Rồi cái địa chất này là yếu như vậy, thì trên cơ sở như vậy thì chúng tôi có cái rất nhiều có đề xuất là chúng ta phải, hiện nay chính phủ đã có những cái đề án là sắp xếp những cái dân cư vùng nguy cơ có thiên tai, thì như vậy chúng ta làm thế nào đó chúng ta phải những vùng là chúng ta xác định là có nguy cơ cao chúng ta phải sơ tán dân ra khỏi vùng nguy hiểm, và chúng ta phải quản lý chặt về vấn đề xây dựng. Chúng tôi thấy rằng ngay cái ven sông Hậu là rất nhiều cơ sở sản xuất xay xác lúa gạo, rồi có những bãi đổ như vậy rất là lớn, rất là không trước không sau là nó sẽ một chất tải rất nặng, nó sẽ nguy cơ sạt lở. Thì chúng ta phải có một cái giải pháp kiểm soát chặt chẽ về bố trí khu công nghiệp, bố trí rừng gạo của ven sông
Đấy, tôi cho là cái đó là chúng ta phải là chặt chẽ. Cái thứ hai nữa là đối với những nơi mà chúng ta thấy rằng là nó là trọng yếu mà thì chúng ta phải có những cái cơ quan nghiên cứu sẽ đề ra cái giải pháp thì trăng hiện nay đối với chống sạt lở thì có hai giải pháp chủ yếu là giải pháp cứng và giải pháp mềm, nhưng đối với đồng bằng sông Cửu Long thì nên thiên về phương pháp giải pháp mềm. Thì hiện nay gửi giấy rồi các cái giải pháp ở cơ quan nghiên cứu cũng đã triển khai vấn đề cho chúng ta làm những cái đê che chắn sóng, rồi giờ chúng ta tạo bãi gây bồi, chúng tôi phục hồi là các cái rừng bảo vệ như vậy. Rồi đối với các đó là ở vùng ven biển, đối với vùng ven sông thì chúng ta phải có những cái vùng thì đó là quy hoạch là những cái vùng mà có nguy cơ cao sạt lở thì chúng ta kiểm soát được vấn đề xây dựng, vấn đề phát triển, và chúng ta cũng nâng cao công tác dự báo cảnh báo. Nhân tiện đây thì tôi cũng mạnh dạn chia sẻ thêm là chúng ta về mặt quản lý nhà nước về vấn đề dự báo cảnh báo sạt lở bờ sông bờ biển thì chúng tôi cũng đang kiến nghị là chúng ta cũng phải phân giao nhiệm vụ cho nó cũng rõ. Chúng tôi vừa rồi là với tư cách là cơ quan phòng chống thiên tai thì chúng tôi cũng phát huy cái vai trò như vậy, nhưng mà hiện nay tôi nghĩ rằng cái một con sông là hiện nay vấn đề kiểm soát khai thác cát rồi vấn đề dự báo sạt lở hiện nay cũng còn có vấn đề chồng chéo thì cái nhiệm vụ cho các đơn vị. Vâng, xin cảm ơn ông. Và thưa quý vị, có thể thấy rằng công tác phòng chống thiên tai ở nước ta đang đặt ra nhiều thách thức lớn, trong đó thì có một thực tế mà chúng ta không thể phủ nhận, đó là vẫn còn sự chủ quan của cả người dân và của các cấp chính quyền. Và sau đây là những hình ảnh minh chứng cho điều này. Chưa đầy 20 giây, cả một quả đồi đã biến mất. Trong tích tắc, những ngôi nhà ven sông suối đã bị cuốn phăng. Đã có ngôi làng bị xóa sổ sau một đêm. Đó là những gì dễ hình dung nhất về lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi. Vậy nhưng nhiều người vẫn còn đùa giỡn với tử thần để ra sông vớt củi. Vẫn còn những chiếc xe cố tình vượt lũ khiến hành khách bị lũ cuốn trôi. Vẫn còn những hộ dân sinh sống trông chênh bên bờ sạt lở. Thường thì chúng ta kinh nghiệm xử lý bão, kinh nghiệm ứng phó bão thì chúng ta đã có kinh nghiệm, thường xuyên rút kinh nghiệm. Các địa phương 4 phương châm tại chỗ ngày được củng cố. Tuy nhiên vấn đề là phòng chống cái hoàn lưu của sau bão hoặc là cái khắc phục sau bão, đặc biệt đối với vùng miền núi phía Bắc thì cái vấn đề này đang là vấn đề cũng hết sức là hiện nay rất là nguy hiểm. Trong những cuộc điều tra vừa qua, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã thẳng thắn phê bình các địa phương đã xảy ra nhiều trường hợp chết người do sạt lở đất và lũ quét. Những trường hợp gặp nạn đều nằm trong vùng nguy cơ cao sạt lở, mà tại sao không quyết liệt trong khâu cưỡng chế di dời? Trong năm 2016, bài học từ cơn bão số 1, số 2 vẫn còn mới nguyên thì lại lặp lại trong bão số 3. Thế nhưng, những người chịu trách nhiệm tại các địa phương lại chỉ biết đổ lỗi cho ngành khí tượng vì dự báo mưa lũ không cụ thể. Từng các cái khu vực, mà nhất là những cái khu vực mà cần phải phòng bị cao, ở vùng núi cao, rồi những cái vùng ảnh hưởng lũ lụt, sông suối thì chúng ta chưa cần bảo kịp thời, cần cố gắng hơn nữa. Tại cuộc họp tổng kết thiên tai năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thẳng thắn phê bình các đơn vị, địa phương còn chủ quan trong phòng chống thiên tai. Trong đó phải kể đến việc chưa có kịch bản cụ thể ứng phó thiên tai, chưa cập nhật hiện tượng thời tiết cực đoan, phương châm 4 tại chỗ vẫn còn hình thức, nhiều công trình giao thông gây cản lũ, xả lũ bất ngờ, gây ngập hạ du. Quy trình hỗ trợ khắc phục thiên tai còn chậm và chưa minh bạch. Ngoài sự chủ quan của người dân trong ý thức tự bảo vệ mình, thì từ góc độ quản lý, phòng chống thiên tai ở nhiều địa phương vẫn còn nhiều điều bất cập. Và đối với một quốc gia mà có 19 loại hình thiên tai xảy ra liên tục trong tất cả các tháng trong năm, trong khi đó thì lực lượng về làm công tác phòng chống thiên tai ở các địa phương hầu hết là bán chuyên trách, là kiêm nhiệm, và cơ sở vật chất thì hết sức là nghèo nàn, và đào tạo được một số cán bộ rồi thì lại di chuyển sang những nhiệm vụ khác, nên là liên tục thay đổi, và như vậy rất khó khăn cho việc mà chỉ đạo triển khai thực hiện. Rất khó để thay đổi phong tục tập quán của đồng bào dân tộc khi bao đời nay
họ sống gắn bó với con sông, nhánh suối. Nhưng nếu chính quyền địa phương quyết liệt hơn, có lẽ rất nhiều thiệt hại sau thiên tai đã được giảm thiểu. Tiếp tục câu chuyện ngày hôm nay với các vị khách mời đang có mặt trong trường quay. Xin được hỏi ông Lê Huy Ngọ, đó là thưa ông, đối phó với thiên tai là câu chuyện muôn đời của người Việt Nam ta. Vậy thì tại sao vẫn còn có tâm lý chủ quan tồn tại trong người dân trong vấn đề ứng phó với thiên tai thưa ông? Thực ra thì nói đến người dân chủ quan á, thì mình cũng nhận định thế thôi. Nhưng bằng chính cái kinh nghiệm sống của họ, bà con á, thì người ta cũng quan tâm lắm đấy. Chứ phải không, nhưng mà qua cái theo dõi thế này thấy này thì có nhiều cái nó vượt quá cái khả năng của dân, vượt quá cái nhận thức của dân về cái xưa nay về cái thiên tai của chúng ta. Bây giờ nó diễn ra những cái tình trạng như là sạt lở đất ở đồng bằng sông Cửu Long thì nó thật nó vượt qua cả không chỉ dân đâu mà cả lãnh đạo cũng vượt qua cái suy nghĩ đó. Cho nên là có một bộ phận nào đấy chủ quan, nhưng mà cái chung là cái nhận thức về tình hình thiên tai mới này này chưa được đấy. Thứ hai là cái của chúng ta trách nhiệm đối với người dân về cái việc đó, tức là anh phải thường xuyên vấn đề thiên tai này, không phải là đến lúc thiên tai rồi bắt đầu với cấp tập nào là quan, nào là dân, nào là bộ đội các thứ, không phải thế. Cái đó là cần, nhưng mà cái quan trọng nhất là hẳn đưa được cái nhận thức cho người dân về tình hình thiên tai mới nó diễn ra như thế nào, biện pháp phải đối phó như thế nào. Thứ ba phải tổ chức ngay ở xã như thế nào, mà người cầm đầu cái xã đó phải chịu trách nhiệm về cái việc mà tổ chức đó. Chứ bây giờ nhiều khi thiên tai xảy ra nhưng mà cán bộ không thấy, dân tại đương đầu. Đấy là phải trường hợp đáng chê trách nhất, là phải xử lý nghiêm khắc. Cho nên là cùng với cái việc mà mình nói là cái chủ quan đó, nhưng mà mình cũng phải nghĩ đến cái việc chỉ đạo của chúng ta, để có cái tự phê bình từ phía chúng ta. Tức là anh chưa làm nhận thức ra được về tình hình mới, về những cái thiên tai mới, những giải pháp mới, và khi xảy ra thì cái phương châm bốn tại chỗ, chính quyền địa phương, lực lượng địa phương, vật liệu địa phương phải làm trước để giảm bớt những cái đau khổ, giảm bớt những cái khó khăn của người dân chứ. Thì tôi nghĩ là phải nói cả hai. Nhưng bây giờ mà nói gì nói là dân chủ quan tôi thì tôi sợ là nó cũng chưa khách quan lắm đâu. Vâng, đều đến từ hai phía đúng không ạ? Thưa Thiếu tướng Trương Đức Nghĩa, thiệt hại trên biển của chúng ta trong những năm vừa qua thì đã giảm rất nhiều, nhưng mà thiệt hại ở tại các khu vực miền núi do lũ quét và sạt lở đất thì vẫn không ngừng tăng lên. Vậy thì liệu rằng là công tác phòng bị của chúng ta ở khu vực miền núi chưa được tốt, hay là vẫn còn có tâm lý chủ quan trong cả các cấp chính quyền lẫn người dân ở đây? Về cái tình hình mà cái thiệt hại về người trong thời gian trong năm 2016 của thiên tai ấy, là cái thiệt hại ở trên biển mặc dù là rất khắc nghiệt, nhưng mà như tôi đã thông tin ấy, là chúng ta thông báo là 2 triệu ngư dân vào an toàn thì lại rất ít, nhưng mà ở trên miền núi thì cùng thời điểm nó lại thiệt hại người nhiều hơn. Thì cái chỗ này cũng có nhiều nguyên nhân, nhưng có một nguyên nhân là cái có cái đánh giá về cái nguy cơ thời điểm xảy ra là cái này chúng ta cũng chưa có nhiều kinh nghiệm, và cũng có cái phần nào đó là chủ quan, còn nào nó chủ quan nhất là cơn bão số 1, số 2. Nhưng mà tôi nhớ có một lần trong hội nghị thì cũng có một cái sự so sánh rất là quyết liệt trong cái cơ quan chỉ đạo, không thể để tình trạng đấy được, không để tình trạng mà cái người dân bị hại chết mà cách cái ủy ban, cái cơ quan của chính quyền thôn của xã không xa lắm. Thì sau đó thì chính phủ, ủy ban quốc gia rồi cấp ủy chính quyền địa phương vào quyết liệt hơn, tôi theo dõi vào quyết liệt hơn. Có thể nói là các cái đợt sau này ấy, thì cái thiệt hại về người thì giảm hẳn vấn đề này. Các cái biện pháp di rời này, cảnh báo này, rồi và khắc phục cái nhà cửa nó chắc chắn hơn vân vân, thì các biện pháp quyết liệt và cụ thể là giảm hơn. Và chỉ xảy ra cái một cái vụ là thiệt hại lớn
hơn ở chú Yên Bái là cái việc một cái mỏ và vàng sa khoáng gì đó, một cái khoáng thì thiệt hại nhiều người, thì còn cơ bản là giảm. Điều đó khẳng định điều gì? Khi chúng ta đã nhận thức đúng được vấn đề, khi chúng ta đã có một biện pháp quyết liệt, đặc biệt là cái cấp cơ sở, thì chúng ta có thể ngăn được cái việc này. Mà theo tôi là với cương vị là viên thường trực Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, là một thành viên của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai, thì tôi rất tin là khi chúng ta nhận được thức vấn đề thì chúng ta sẽ chuyển biến mạnh trong năm tới này, về sẽ không để những cái thiệt hại về người đau xót mà sau các cái cơn bão toàn rơi vào các hoàn lưu bão và mưa lũ, những cái tai nạn không đáng có mà đã thấy ở trên đường. Và chúng ta đã giảm được cái tai nạn ở trên biển khó khăn hơn nhiều, nhưng chúng ta đã làm tốt thì chắc chắn rằng là với tinh thần và chắc là qua cái dự cái buổi giao lưu này trên truyền hình này, thì tôi nghĩ rằng cũng tạo một cái tác động đến các địa phương cơ sở, nhất là những cái vùng mà nguy cơ sạt lở cao, thì chúng ta sẽ chung tay sẽ có biện pháp thiết thực mà cái ngăn được cái vấn đề xảy ra, là vấn đề quyết định là cơ sở, đặc biệt là cấp thôn, cấp xã là có vai trò rất quyết định. Vâng. Nhưng mà thưa ông Văn Phú Chính, là có một thực trạng hiện nay là còn tồn tại một số các địa phương chưa có các kịch bản cụ thể để ứng phó với thiên tai và chưa cập nhật được những hiện tượng thời tiết cực đoan, rồi phương châm 4 tại chỗ thì chỉ thực hiện một cách rất là hình thức, còn tồn tại nhiều công trình giao thông gây cản trở lũ. Vậy thì Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã xử lý các vấn đề này như thế nào? Như cái vừa qua trong cái tổng kết công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2016 và triển khai nhiệm vụ 2017, thì chúng ta sẽ chỉ ra nhiều các bài học kinh nghiệm, nhiều vấn đề tồn tại trong công tác phòng chống thiên tai. Thì chúng tôi cũng rất chia sẻ cái này, cái phương án tôi nói là hiện nay là theo luật là phương án ứng phó với thiên tai theo các cấp độ thiên tai, thì phải nói là chúng ta phải đi xây dựng chi tiết từ cơ sơ sở lên. Một cách nếu mà tôi nghĩ rằng một cấp xã mà chừng làm tốt được cái công tác và ngang như các tổ chức mà quốc tế người ta hỗ trợ chúng ta, thì bây giờ phương án phòng chống thiên tai phải xây dựng từ cộng đồng, từ người dân lên. Chính người dân người ta sẽ hiểu được đây những cái vùng nào là chúng ta chỉ cung cấp thông tin, người dân sẽ chỉ ra một cái gọi là cái bản đồ hiểm họa ở vùng đó, chúng ta phải làm được việc đó. Tôi nghĩ là xây dựng kế hoạch từ cấp xã rất chi tiết lên và chúng ta đánh giá những cái nguy cơ nào, kể cả trong vấn đề sạt lở đất ở miền núi, vấn đề ngập lụt và những cái vùng ngập sâu ở các địa phương như vậy. Bài học kinh nghiệm từ Phương Mỹ ở Hương Khê, ở lưu vực sông Ngàn Sao, chúng ta thấy rằng khi nào xã chúng ta làm tốt được các kế hoạch ứng phó rất chi tiết thì chúng ta sẽ giảm thiểu đến mức thấp nhất, gần như là không có thiệt hại. Huyện cái xã Phương Mỹ thì một vùng ngập sâu mà rất nhiều năm này không có người chết do lũ, đấy là một bài học. Cái thứ hai nữa là chúng ta phải lồng ghép về vấn đề, chúng ta nói rất nhiều về lồng ghép nhưng chúng ta chưa có một cái thể chế, chưa có một kiểm soát về vấn đề lồng ghép về vấn đề phòng chống thiên tai trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội. Đường thì chúng ta cứ việc làm, chúng ta cũng không đánh giá được tác động của là mở khẩu độ cống như thế nào để cho nó không làm ngập ở chỗ khác. Các cái vùng mà chúng ta phát triển đô thị, chúng ta cứ lắp những cái không gian chứa nước, không gian chứa lũ thì rất ảnh hưởng. Như thế thì tôi cho rằng cái này là chúng tôi cũng rút nghiệm, và sắp đến đây khi câu hỏi về cái vai trò của tổng cục phòng chống thiên tai thống nhất trên cơ cấu tổ chức ấy, thì chúng tôi có một cái vụ là kiểm soát an toàn thiên tai phải đi kiểm soát được, và cũng phải làm một thể chế tham mưu là xây dựng được thể chế kiểm soát được vấn đề, để không thể để một cái tình trạng là chúng ta mạnh dạn làm phát triển ồ ạt nhưng không tính đến những rủi ro mà cho làm tăng thêm cái nguy cơ thiên tai cho các vùng khác như vậy. Vâng, như vậy thiên tai rất khó lường, nhưng tại những địa phương mà có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cũng như là sự kiểm soát chặt chẽ của chính quyền địa phương thì thiệt hại cũng sẽ được giảm thiểu xuống mức thấp nhất. Cảm ơn ông. Thưa quý vị, trước kia thì việc thông tin liên lạc trong điều kiện mưa lũ là hết sức khó khăn. Có nhiều địa phương thậm chí là bị cô lập rất nhiều ngày liên tiếp. Vì thế mà công tác chỉ đạo ứng phó rất khó khăn. Hiện nay thì nhờ có sự hỗ trợ của công nghệ kết nối từ trung ương đến địa phương nên công việc triển khai phòng tránh rất kịp thời và có nhiều hiệu quả. Ghi nhận tại Quảng Nam. Anh Nguyễn Minh, trưởng thôn Trường An, xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc đã tham gia công tác xã hội ở xã nhiều năm. Là một thanh niên năng động nên ngoài việc đồng áng, anh còn phát triển nghề mộc. Một xưởng mộc đóng đồ gia dụng nhỏ ở giữa vùng lũ
cũng đòi hỏi người chủ cần thông tin phòng chống lụt bão một cách sớm nhất, nhanh nhất. Nhờ hưởng lợi từ chương trình cảnh báo sớm thiên tai qua hệ thống tin nhắn SMS, anh đã có nhiều thời gian làm tốt cả việc nhà và việc thôn mỗi khi có mưa lũ. Đối với công việc của mình thì tất nhiên là phải có thiệt hại rồi, nhưng mà mình sẽ có cái chủ động trước. Ví dụ như mình biết có khả năng là có thông báo thì mình phải lo mình phòng mình trước, rồi sau đó mình có cái thời gian mình đi lo cho dân. Tham gia triển khai dự án thiết lập vận hành hệ thống cảnh báo sớm thiên tai cho cộng đồng qua hệ thống tin nhắn SMS, anh Minh cùng với cán bộ của xã, của tỉnh điều tra, đánh dấu vết lũ tại nhà dân từ năm 2013, thực hiện hỗ trợ quản lý vết lũ, truyền tin độ sâu ngập lụt. Với người dân Quảng Nam, hình ảnh những mốc lũ đứng bên đường hay đôi khi chỉ là những biển ghi vệt lũ trên tường nhà văn hóa không còn xa lạ. Khi có lũ, người dân căn cứ vào mực nước ngập ở các mốc lũ gần nhất để nhắn tin phản hồi về mức độ ngập lụt, tình hình thiệt hại tại chỗ thông qua điện thoại di động, về Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của thôn xóm và xã. Cái dự án này chủ yếu là đưa thông tin về những người gần như có trách nhiệm đối với khu vực địa phương trước đã. Còn từ khi nhận được tin nhắn này thì sẽ có một hệ thống loa phát thanh, loa cầm tay sẽ đi phổ biến rộng rãi trong dân, chứ không phải là hệ thống cảnh báo này sẽ mưu cầu sẽ phục vụ cho mọi đối tượng. Khi có lũ lớn, chỉ sau 2 phút là thông tin sẽ đến với các cấp chính quyền thôn xóm để thông báo đến từng hộ dân. Để hệ thống tin nhắn SMS cảnh báo sớm thiên tai phát huy tối đa tác dụng thì vẫn cần đến các biện pháp truyền tin truyền thống như kẻng, trống. Tức là người ta đánh trống lợn, dùng trống lợn để đánh bố điện. Có khi có lũ lây, rồi với phương pháp nữa là thì bây giờ công nghệ thông tin hiện đại, ủy ban dân xã đã áp dụng cái trước hết là điện thoại gọi, mà khi có bỏ nữa thì gọi đâu được, cho nên là sử dụng hệ thống tin nhắn. Nó có lợi thế tức là ở xã là luôn không có điện, cho nên là cái hệ thống tin nhắn điện thoại, hệ thống sử dụng tin nhắn SMS để mà nhắn tin. Thời kỳ đầu triển khai vận hành hệ thống tin nhắn, Ủy ban Nhân dân xã đã phải tổ chức khá nhiều cuộc họp, nhất là với những đối tượng như người cao tuổi, hội phụ nữ, hội cựu chiến binh, bởi rất nhiều thành viên thuộc đối tượng này chưa sử dụng quen điện thoại, thậm chí là chưa biết mở tin nhắn để đọc. Thế nhưng sau một thời gian triển khai trong các mùa mưa bão vừa qua, nhiều người dân đã cảm nhận được sự hữu ích của cách làm này và nhanh chóng sơ tán an toàn trước khi lũ về. Việt Nam là quốc gia chịu nhiều loại thiên tai, trong khi đó công nghệ phần mềm dự báo cảnh báo lũ còn thiếu. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp thì các vấn đề về dự báo, cảnh báo lũ lụt là vô cùng cần thiết và quan trọng, đặc biệt đối với những hệ thống cảnh báo lũ sớm trên hệ thống sông. Công nghệ thông tin đóng vai trò rất quan trọng trong việc dự báo, cảnh báo sớm thiên tai. Ở Nhật Bản, chúng tôi đã làm rất tốt công tác này bằng cách thông tin cảnh báo đến người dân mỗi khi có thiên tai lớn, động đất, sóng thần qua tin nhắn, qua mạng xã hội và các phương tiện thông tin đại chúng. Hiện Nhật Bản cũng đang hỗ trợ Việt Nam cho nhiều dự án để cảnh báo lũ sớm trên lưu vực sông và nâng cao hệ thống thông tin liên lạc. Quảng Nam là một trong những địa phương đi đầu thiết lập vận hành hệ thống cảnh báo sớm thiên tai cho cộng đồng nhằm hỗ trợ cảnh báo sớm về nguy cơ thiên tai, lũ cho cộng đồng thông qua hệ thống tin nhắn SMS. Song song với cách làm truyền thống, cách truyền tin mới này đã giúp cho người dân nắm bắt sớm hơn tình hình thiên tai và chủ động phòng tránh kịp thời, giảm thiểu được nhiều thiệt hại về người trong thời gian qua. Và để tiếp tục câu chuyện ngày hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu một vị khách mời mới có mặt ở trong trường quay của chúng tôi lúc này. Đó chính là bà Nguyễn Phương Thúy, làm việc tại tổ chức ActionAid Việt Nam. Tổ chức này với hoạt động chính đó là ứng phó với tác động của thiên tai và biến đổi khí hậu với phương pháp lấy con người làm trung tâm. Xin cảm ơn bà Thúy đã tham dự buổi trao đổi của chúng tôi ngày hôm nay. Và xin hỏi bà là tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong cảnh báo thiên tai hiện nay là như thế nào? Việc ứng dụng thông tin trong cảnh báo với cả thiên tai thì rất là quan trọng.
Bởi vì theo chúng tôi thì chúng tôi thấy là có 3 cái tầm quan trọng mà chúng ta có thể lên quan tâm. Thứ nhất là liên quan đến cái vấn đề cảnh báo sớm. Thứ hai nữa là chúng ta có thể quản lý được các cơ sở dữ liệu. Bên cạnh đó thì cái cơ sở dữ liệu này chúng ta có thể phân tích và chia sẻ đối với cả những bà con để chuẩn bị cho cái phần cảnh báo. Phần thứ ba là cái cảnh báo khi mà chúng ta có cơ sở dữ liệu như vậy thì chúng ta có thể tạo được những cái mạng lưới giữa các nước với nhau. Bởi vì ví dụ như là trận ở tsunami ở Thái Lan và các nước ở Biển Đông thì chúng ta thấy là có đến tận gần 300.000 người chết. Và thời điểm đấy thì chúng ta chưa có cái hệ thống cảnh báo sớm. Và thiệt hại thì là lên tới rất là nhiều triệu đồng và chúng ta vẫn chưa tính hết. Đến năm 2011 thì tại Nhật Bản thì cũng có trận sóng thần và động đất. Thì cái thiệt hại lúc này là 16.000 người và số tiền đã lên đến là 200 tỷ đô. Năm 2013 thì chúng ta đều biết là có bão Hải Yến tại Philippines. Nhưng tuy nhiên thì nhờ có cái cảnh báo sớm cho nên cái số lượng đã giảm đi. Ví dụ như là trong cái trận đó thì chúng ta chỉ có 7.000 người chết và số tiền thì đã xuống là còn 900 triệu đô. Đấy thì tôi nghĩ đấy là khi mà chúng ta có những cái phần cảnh báo sớm thì nó sẽ tốt hơn. Vâng. Và câu hỏi tiếp theo xin được hỏi ông Văn Phú Chính, đó là hiện nay thì Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cũng đang hỗ trợ rất nhiều để được xây dựng một hệ thống mạng thông tin chỉ đạo công tác phòng chống thiên tai một cách hiện đại. Và ông có thể chia sẻ một vài thông tin về lộ trình này cũng như là việc áp dụng trong thời gian tới ạ. Vâng. Thì chúng tôi cũng khẳng định là bên để làm tốt hơn công tác ứng phó với thiên tai thì việc ứng dụng với khoa công nghệ là một vấn đề ưu tiên hàng đầu. Thì trong những năm qua thì có thể là gần 10 năm trở lại đây chúng tôi đã bắt đầu quan tâm xây dựng trước hết là cái cơ sở dữ liệu. Và hiện nay là chúng tôi có thể là cho trực tuyến là người dân bất cứ ai có thể vào trong cái trang web của Ban Chỉ đạo Trung ương chúng ta và xem trực tuyến cái lượng mưa, tình hình mực nước, kể cả tình hình sạt lở trên Flycam, rồi kể cả về các phương án ứng phó trên các cơ sở dữ liệu của chúng tôi. Và chúng tôi cũng kể cả về vấn đề đào tạo online, về nhận thức cộng đồng cũng trên các hệ thống đó. Thì cái thứ nhất là chúng tôi và chúng tôi tiếp tục xây dựng cơ sở dữ liệu. Hiện nay thông qua các dự án ở ngân hàng thế giới thì hiện nay cũng trang bị để chúng tôi tiếp tục là xây dựng phát triển các cơ sở dữ liệu này trở thành cơ sở dữ liệu quốc gia để có thể là chia sẻ thông tin làm chúng ta trước cái tình hình khi có thiên tai xảy ra thì chúng ta có các đầy đủ thông tin để phục vụ cho công tác hỗ trợ ra quyết định. Thứ hai nữa là vừa qua thì chúng tôi chuẩn bị triển khai chương trình hợp tác với JICA Nhật Bản thì một trong những khó khăn trong phòng chống thiên tai đó là điều hành các cái liên hồ chứa là trong theo thời gian thực. Thì hiện nay thì được sự giúp đỡ của JICA chúng tôi đang triển khai cái dự án vận hành các hồ chứa trên sông Hương theo tình huống khẩn cấp. Nếu dự án này thành công, mô hình rất là tốt như thế này thì sẽ nhân rộng ra cho các lưu vực khác. Cái thứ ba nữa là chúng tôi hiện nay cũng đã xây dựng các phương án ứng phó với bão mạnh, siêu bão, đặc biệt là nước biển dâng cho các tỉnh 28 tỉnh ven biển. Thì chúng tôi đã xây dựng được cái bản đồ ngập lụt và chúng tôi đang cho vận hành thí điểm là khi có một cơn bão vào thì chúng tôi tính toán để có cái chỉ ra được là khu vực nào có nguy cơ nước biển dâng cao để chúng ta ứng phó. Thì như vậy thì và cái thứ tư nữa là chúng tôi cũng đang tiếp cận và cũng như chỗ anh Nghĩa đây là chúng tôi cũng cố gắng xây dựng có trung tâm điều hành cấp quốc gia để khi nào mà có những cái thiên tai xảy ra thì chúng ta có những chia sẻ những thông tin từ các vùng mà nguy cơ cao của vùng bị thiên tai xảy ra về Ban Chỉ đạo Trung ương để có những cái quyết định kịp thời và sẽ chính xác. Vâng. Thông tin nhanh nhưng mà việc xử lý cũng phải rất nhanh và kịp thời và chính xác. Vậy thì câu hỏi tiếp theo xin được hỏi Thiếu tướng Trương Đức Nghĩa, đó là Việt Nam sẽ chuyên nghiệp hóa lực lượng ứng phó thiên tai thảm họa và hiện đại hóa công tác tìm kiếm cứu nạn trong thời gian tới như thế nào thưa ông? Sắp tới thì trước đi yêu cầu đáp ứng cái ứng phó thiên tai trong điều kiện biến đổi khí hậu thì chúng ta đã có những cái chiến lược để mà đáp ứng nhiệm vụ này. Thứ nhất là chúng ta sẽ từng bước hoàn thiện cái thể chế, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật để chỉ đạo cái việc này một cách căn cơ, cơ bản, lâu dài. Và trực tiếp hiện nay là đã có một cái quyết định 1041 để xác định cái việc là bảo đảm mua sắm các cái phương tiện đến năm 2020 và đang triển khai.
Thứ hai là trước cái tình hình biến đổi những năm khí hậu gần đây nó đang có những thay đổi rất là nhanh, thì theo sự chỉ đạo của chính phủ thì chúng tôi cũng đang có cái chỉ đạo để rà soát lại để bổ sung kế hoạch này, đi tập trung vào những cái trọng tâm trọng điểm các phương tiện liên quan đến ứng phó thiên tai cứu nạn cách sát thực hơn, đúng nhu cầu đất nước hơn, kể cả cấp trung ương, bộ ngành và địa phương. Cái thứ ba là tập trung vào những cái vấn đề nổi lên nóng nhất hiện nay, đó là trước hết là vấn đề tìm kiếm ứng phó thiên tai, tìm kiếm nạn trên biển. Đây là cái khó nhất mà chúng ta quốc gia biển và đang hướng về biển. Thì hiện nay cái này là lực lượng quân đội là nòng cốt, cùng với cái lực lượng của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, nhất là ngành thủy sản và ngư dân chúng ta làm cái việc này. Thì và trong đó là chú ý về các cái phương tiện, về thông tin, về khả năng tàu và các phương tiện cứu hộ cứu nạn trên biển, nó phù hợp với cái đặc điểm của các cái ngành nghề trên biển, từ tàu vận tải đến tàu cá cũng như các loại tàu chuyên dụng khác. Và thứ ba là chú ý đến cái việc là sập đổ công trình, sạt lở đất đai. Đây là một cái nguy cơ rất là lớn và cần phải nghiên cứu các phương tiện trang bị hiện đại để mà khi xảy ra ở mức độ hẹp cũng như mức độ rộng thì chúng ta chủ động đối phó. Một cái điểm rất quan trọng là trong hướng đấy là chú ý về cái ứng phó các cái liên quan với thiên tai, nhưng mà biến động dẫn đến các sự cố công nghiệp, vấn đề bức xạ, vấn đề nhiễm độc và vấn đề ô nhiễm môi trường. Đây là vấn đề lớn thì cũng cần phải có những đầu tư trang thiết bị hiện đại để đánh giá, phân tích, xác định và từ đó có các cái giải pháp để nhanh chóng khôi phục lại cái môi trường, cái điều và xử lý các cái nhiễm độc. Và tôi cũng nhấn mạnh một cái điểm nữa là rất quan trọng là vấn đề về hệ thống thông tin chỉ huy. Thì làm thế nào bây giờ khi phát triển công nghệ như vậy thì phải phát triển hiện đại hệ thống thông tin chỉ huy, các cái trung tâm chỉ huy rồi quốc gia, rồi bộ ngành, địa phương, và phải phổ biến, phổ cập đến tận người dân và những cái nơi, những cái ngành nghề có nguy cơ cao, để từ đó chúng ta có được thông báo được thông tin đến những nơi nguy cơ cao, kể cả từng người dân, từng địa bàn, từng ngành nghề, rồi từ đó trên sở đó có các biện pháp ứng phó kịp thời thích hợp theo phương tâm bốn tại chỗ. Thì đấy là những cái hướng mà chúng tôi đang tham mưu cho chính phủ, cho ban quốc gia, cho Bộ Quốc phòng để có các phối hợp bộ ngành để từng bước triển khai thực hiện. Vâng, và hy vọng rằng với việc hiện đại hóa công tác tìm kiếm cứu nạn thì chúng ta sẽ giảm thiểu được tối đa những thiệt hại do thiên tai thảm họa gây ra. Xin được hỏi bà Nguyễn Phương Thúy, đó là mỗi một quốc gia thì đều có những kế hoạch phòng chống thiên tai riêng. Vậy thì theo bà, đâu là yếu tố quan trọng và đâu là những kinh nghiệm tốt mà chúng ta có thể học tập trong công tác phòng chống ứng phó với thiên tai? Thực ra Việt Nam so với các nước khác thì chúng ta cũng có một cái điểm thuận lợi là chúng ta có một cái thể chế, một cái đảng thống nhất. Chính vì vậy là cũng dễ dàng hơn trong cái việc đưa ra những cái quyết định. Thế thì cái chương trình hành động quốc gia để mà phòng chống thiên tai, nếu mà chúng ta có kế hoạch chi tiết thì cái đấy là một cái yếu tố rất là quan trọng. Thứ hai nữa là cái việc mà cảnh báo sớm thì chúng ta cần phải đầu tư để chúng ta có thể làm thế nào để đưa ra những cái cảnh báo phù hợp. Bên cạnh đó thì với người dân, khi thiên tai đã xảy ra thì mình phải có một cái kế hoạch làm thế nào để người dân có thể là chống chịu với cả thiên nhiên. Bởi vì với Việt Nam là chúng ta có thể là mất đến 10% diện tích. Thì ví dụ trong trường hợp mà chúng ta có những cái kế hoạch cụ thể thì sẽ giúp phần nào bà con có thể là chuyển đổi nghề nghiệp. Bởi vì là mỗi một vùng địa phương thì là địa bàn khác nhau. Chính vì vậy mà chúng ta cần phải có những cái nghiên cứu khác nhau và làm thế nào mỗi một cái ngành nghề, cái sức chống chịu nó sẽ lại phải khác nhau. Và bên cạnh đấy thì tác động của biến đổi khí hậu thì chúng ta cần phải có một cái kế hoạch chung cùng với toàn cầu. Bởi vì tôi cũng thấy là Việt Nam thì cũng đã có sử dụng năng lượng tái tạo và giảm thải. Nhưng tuy nhiên thì chúng ta sẽ cần phải làm cái việc đấy nhiều hơn thì để cho trong tương lai thì sẽ tốt hơn ạ. Vâng, dạ. Xin hỏi Thiếu tướng Trương Đức Nghĩa là trong bối cảnh thiên tai ngày càng nặng nề và có quy mô lớn, thậm chí là đôi khi còn vượt qua cả khả năng ứng phó của các quốc gia, thì theo ông đánh giá như thế nào về tầm quan trọng của việc phối hợp giữa các quốc gia để tổ chức xử lý các tình huống nguy cấp ạ? Cái việc biến đổi khí hậu và dẫn đến các sự cố về thiên tai, tình huống nạn thì có những vấn đề đã vượt khỏi cái tầm của một quốc gia và đã ở phạm vi khu vực, thậm chí toàn cầu. Về vấn đề này thì lãnh đạo đảng nhà nước của chúng ta, quân đội cũng đã thấy rất là rõ
Và trên thực tế thì chúng ta đã đang tham gia vào nhiều các hoạt động tầm quốc tế, kể cả đa phương, song phương và hướng ở khu vực cũng như trên phạm vi toàn cầu. Thì về vấn đề này thì chúng ta đã đang và thực hiện có từng bước có hiệu quả, mà trực tiếp thường xuyên là chúng ta làm cái việc đây là bảo đảm cái trong phòng chống thiên tai như ở trên khu vực Biển Đông, rồi cái trung khu vực để xử lý cái an toàn sử dụng nước vùng Mekong, rồi trong cái việc chia sẻ thông tin để bảo đảm các dự báo, rồi hiện đại cái hệ thống công nghệ để mà nắm được tình hình và chỉ đạo, rồi các cái kinh nghiệm trong việc ứng phó thiên tai ở các nước mà người ta có kinh nghiệm, ví dụ như động đất sóng thần có thể chúng ta nghiên cứu ở Nhật Bản, hay là các sự cố công nghiệp hạt nhân thì có thể ở các cái nước mà đã từng xảy ra, vân vân. Và đặc biệt là trong việc huy động lực lượng xã hội, lực lượng quân đội để tham gia việc này. Trên thực tế chúng ta đã có những hợp tác và cũng có các cái cuộc diễn tập cụ thể như REC 13 là chúng ta diễn tập với 10 nước ở khu vực ASEAN ở tại Việt Nam. Hay năm vừa qua thì Ủy ban Quốc gia cũng tổ chức một cuộc diễn tập, chúng ta Việt Nam chúng ta tham gia với diễn tập cũng 18 nước ở bên Thái Lan. Thì các cái hoạt động này thì chúng ta đã đang thực hiện để làm thế nào tranh thủ được cái kinh nghiệm và các cái công nghệ, cũng như là cái tận dụng được các cái năng lực mà thế giới có thể hỗ trợ chúng ta, như anh Chính vừa nói. Nhưng mà một điểm rất quan trọng là quá trình này là quá trình chúng ta làm từng bước thận trọng để phải luôn luôn chú ý giữ vững cái quan điểm là đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế, nhưng phải giữ vững độc lập, tự chủ, để từ đó chúng ta mới chủ động trong việc ứng phó thiên tai một cách hiệu quả được. Vâng. Riêng về vấn đề nóng lên toàn cầu thì xin được hỏi bà Nguyễn Phương Thúy là bà đánh giá như thế nào về việc chung tay giữa các quốc gia để xử lý vấn đề nóng lên toàn cầu, các hiệp định thỏa thuận hiện nay mà các quốc gia đã ký kết? Biết là cái hiệp định Paris thì Việt Nam cũng đã tham gia vào cái chương trình này. Nhưng mà tuy nhiên thì đấy mới chỉ là cam kết, thì cái việc thực hiện như thế nào thì chúng ta phải có những kế hoạch nó rõ ràng hơn. Bởi vì ví dụ như là khi mà cam kết như vậy thì các nước phải cam kết là cùng tham gia là giảm thải. Bên cạnh đấy thì tôi nghĩ là cái việc mà sử dụng công nghệ thông tin để làm thế nào để giúp cho các nước có thể là hạn chế và có thể đo đếm được cái số lượng giảm thải của các nước. Bởi vì là nhiều nước tham gia nhưng mà có một số nước thì lại không lên tiếng, như ví dụ như là Mỹ, Úc hay là Trung Quốc chẳng hạn, là những cái nước mà giảm thải nhiều thì họ lại cố tình đôi khi là cũng lờ đi. Chính vì vậy mà tôi nghĩ là làm thế nào để chúng ta cần phải huy động cái sự tham gia của các nước để làm cho cái việc giảm thải nó tốt hơn. Bên cạnh đấy là hệ thống thông tin, cũng như là cái việc mà làm thế nào để các nước phải có cái xây dựng cái kế hoạch chống chịu thật cụ thể. Vâng, xin cảm ơn chị. Và thưa quý vị, sự ra đời Ủy ban Trung ương Hộ Đê từ những năm 1946, hay nói cách khác là Ban Chỉ đạo Trung ương Phòng chống thiên tai ngày nay, có một ý nghĩa rất lớn trong chỉ đạo điều hành trong công tác ứng phó và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Dù ở trong thời kỳ nào, hoàn cảnh nào, thì việc phòng chống tốt, nắm rõ về thiên tai và phổ biến kiến thức đến từng người dân sẽ giảm thiểu tối đa tác hại từ thiên nhiên. Một lần nữa xin cảm ơn các vị khách mời đã tham gia buổi tọa đàm của chúng tôi ngày hôm nay, và cũng xin cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi. Ở phần cuối của chương trình sẽ là mô hình chung sống với ngập úng tại Anh đang phát huy hiệu quả rất tốt mà Việt Nam cũng có thể áp dụng mỗi khi thiên tai xảy ra. Và đây cũng chính là lời kết cho buổi tọa đàm của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Trong một khu vườn điển hình của người Anh, luôn có rất nhiều việc phải làm. Nhưng đối với bà Joanna O'Callaghan, việc cắt tỉa những bãi cỏ lại là điều bà ít lo lắng nhất. Nhà của tôi đã được tôn nền cao hơn nửa mét. Về cơ bản, ngôi nhà nằm trên những chiếc cọc và có một khoảng trống ở phía dưới nền nhà. Khoảng trống này cho phép nước lũ chảy qua từ bên này sang bên kia dưới gầm của nền nhà. Bà Joanna và chồng Martin đã xây dựng ngôi nhà của mình trên mảnh đất ở vùng Oxfordshire, phía đông nam nước Anh, và chuyển vào đó sống từ năm 2014. Nhưng Oxfordshire là một đồng bằng ngập nước, bởi thế nhà của họ phải được thiết kế để chống chọi với những trận nước lũ. Ngôi nhà là đứa con tinh thần của công ty Basa Architect, các chuyên gia xây dựng về sống chung với lũ.
Hơn 12 năm qua, họ theo đuổi rất nhiều dự án sáng tạo, bao gồm thiết kế nhà ở như thế này, nhà lưỡng cư. Nhà lưỡng cư, đúng như tên gọi của mình, là một ngôi nhà được xây dựng trên nền đất và nằm gần một con sông hay một dòng suối. Và khi vị trí đó bị ngập, phần móng của ngôi nhà sẽ như một chiếc phao, cho phép cả công trình nổi lên mặt nước, giúp cho mọi người an toàn khỏi nước lũ. Về nguyên lý, nhà lưỡng cư là một thiết kế nổi và sẽ dâng cao theo mực nước mỗi lần ngập lụt. Ngôi nhà này được xây dựng trên hai bệ đỗ tách rời, cho phép công trình nổi trên phần mở rộng được định sẵn khi nước lũ dâng cao sẽ làm đầy khoang chứa và giữ ngôi nhà luôn nổi trên mặt nước. Nhà lưỡng cư là ngôi nhà nổi đầu tiên tại Anh Quốc và có thể nổi tối đa 2,5 mét. Mặc dù là một quốc gia phát triển, tuy nhiên ngập lụt là một nỗi ám ảnh đối với người dân ở nhiều thành phố của nước Anh mỗi khi có mưa lớn kéo dài. Trước bối cảnh này, chính quyền thành phố London đã nghĩ tới một con đê ngăn nước biển và ngăn nước lũ. Bắt đầu khởi công từ năm 1982, đê ngăn nước biển Thames Barrier tiêu tốn 535 triệu bảng Anh và được coi là một kỳ tích của các nhà khoa học thời đó. Từ khi được đưa vào hoạt động, con đập này có vai trò điều tiết lưu lượng nước sông Thames giúp London thoát khỏi cảnh ngập lụt. Theo tính toán của các nhà khoa học, với tốc độ nước biển dâng hiện tại, Thames Barrier có đủ khả năng giữ an toàn cho London đến năm 2050. Và nếu nâng cấp cải tạo, nó còn có thể trở thành vệ sĩ cho thành phố này tới năm 2070. Theo các nhà quy hoạch đô thị, London phát triển được như hiện tại là nhờ đáng kể vào tiện ích của công trình này.